Chàng rể đại gia, Chu Dương. Chương 336. Đây chẳng phải là giống y hệt hành động gần đây của Trương gia sao? Tôn Việt sững sờ ngây ra, ngơ ngác nói một câu. Sau đó, ông ấy đột nhiên phản ứng lại. Lẽ nào Trương gia dùng cách mà trước kia công ty Danh Dương từng dùng? Tôn Việt chấn động, ông ấy không ngờ, Trương gia cũng theo dõi công ty Danh Dương, hơn nữa còn học theo mánh khóe của công ty Danh Dương. Ha ha, vậy ông cũng không nhìn xem lúc đầu là ai nghĩ ra cách này, chính là lão đại đó. Tô Vĩ đắc ý nói, ánh mắt nhìn Chu Dương tràn đầy sự sùng bái. Lần đầu gặp mặt, cậu ta và Chu Dương còn có chút mâu thuẫn. Nhưng sau này, cậu ta liền bị sức mạnh của Chu Dương và Ngưu Xuyên thuyết phục, một lòng muốn theo Ngưu Xuyên học võ. Nhưng đi theo tiếp xúc càng lâu, hiểu biết Chu Dương càng nhiều. Giờ Tô Vĩ không chỉ sùng bái Chu Dương về võ thuật mà còn bái phục bản lĩnh, tính cách, nhân phẩm, là sức hút trong nhân cách của anh. Trong ấn tượng của Tô Vĩ, dường như Chu Dương xuất hiện ở đâu cũng đều trở thành nhân vật chính. Mà những người muốn gây chuyện kia, sẽ trở thành bàn đạp của Chu Dương, để người ngoài tuyên dương thực lực của anh. Đây mới là nhân vật chính. Sau này tôi nhất định phải đi theo lão đại, quyết chí không thay đổi. Tô Vĩ thầm thề, ha ha, Chu Tổng, đúng là không ngờ được, anh lại có cách đáng ngạc nhiên như vậy. Xem ra, vấn đề mà lần này Trương gia gặp phải, chúng ta không cần ra tay rồi. Lần này Tôn Việt được thả lỏng, ông ấy biết. Tới tỉnh Tương Tây chính là vì giúp đỡ Trương gia, vậy nên lúc Trương gia đối mặt với khó khăn, đương nhiên sẽ có chút nóng lòng. Giờ có thể thở phào nhẹ nhõm, đương nhiên có thể thoải mái hơn rất nhiều. Không, chúng ta không những phải ra tay, mà còn phải có một hành động lớn. Nói, nhưng Tôn Việt vừa dứt lời, Chu Dương lại cười ha. Lần này, không chỉ Tôn Việt mà ngay cả Tạ Linh Ngọc Thẩm Bích Quân cũng mơ hồ. Còn Tô Vĩ lại tỏ vẻ không có gì, ánh mắt Trần Thế Hào lóe lên một tia sáng. Sau đó lập tức gật đầu cười. Tình huống gì vậy? Lẽ nào giờ chúng ta phải ra tay đối đầu với bốn gia tộc kia? Hơi sớm thì phải, Thẩm Bích Quân có chút không thoải mái, gương mặt hơi phẫn nộ. Trước kia lúc ở Trương gia, cha con Trương Luân và Trương Thái Viêm ăn nói lỗ mãng với cô, sau đó lại còn muốn cô phục tùng bọn chúng. Lúc đó, Thẩm Bích Quân cực kỳ không hài lòng với hai cha con này, kéo theo đó cô cũng không có thiện cảm với Trương gia. Trương Kiệt là bạn của Chu Dương, chứ không phải bạn của Thẩm Bích Quân. Bây giờ chúng ta ra tay, không phải vì giúp Trương gia, cũng không phải vì muốn đối đầu với bốn gia tộc kia. Bích Quân, lẽ nào cô quên rồi sao, tôi có bảo cô đem hai bản kế hoạch dự án của công ty tới. Chu Dương cười giải thích, anh vẫn thật sự lo Thẩm Bích Quân sẽ tức giận trong lòng. Đúng vậy, mang tới hết rồi, ở đây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thẩm Bích Quân gật đầu, tìm hai văn kiện. Trực tiếp phứt lên bàn một cách rất tùy ý. Tình hình bây giờ là, bốn gia tộc lớn liên hợp đối phó Trương gia, đầu tiên là bao vây tiêu diệt sản nghiệp mỹ phẩm, mà mỹ phẩm mỹ thần ở Trường Sa chính là mục tiêu. Chu Dương thản nhiên cười nói, bây giờ hai bên chắc chắn đang tập hợp lực lượng, một bên muốn bao vây tiêu diệt thành công, một bên muốn giải vây, nếu vậy hai bên bọn họ ắt hẳn đều sẽ rất tập trung, một khi họ tập trung vào một điểm, vậy ở phương diện khác, chắc chắn sẽ có sơ hở. Mà cơ hội của chúng ta, cũng chính là những sơ hở này. Căn phòng cực kỳ yên tĩnh khi giọng nói cất lên. Mọi người nhìn Chu Dương với vẻ mặt khác nhau, trong khoảng thời gian ngắn không biết mình đang nghĩ gì. Đến đây, Chu Dương cười mỉm im lặng, để bọn họ suy nghĩ một chút. Dù sao, nếu chỉ đơn thuần là anh tự nói ra, mọi người chưa chắc đã tiếp thu được hết. À hát, tôi nghĩ ra rồi, ý anh là muốn phát triển hai dự án này ở Trường Sa, thậm chí là cả tỉnh Tương Tây. Thẩm Bích Quân là người đầu tiên reo lên trong sự mơ hồ mang theo chút kinh ngạc. Cũng gần như là vậy, bây giờ hai bên giao chiến, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội này, giành lấy một phần thị trường, phát triển thị trường của chúng ta. Tạ Linh Ngọc cũng nhanh chóng hiểu ra, ánh mắt lập tức lóe sáng. Nếu công ty Danh Dương đứng vững ở Trường Sa và tỉnh Tương Tây, mở rộng một phần thị trường. Vậy mỹ phẩm duyệt kỷ của cô đương nhiên cũng sẽ có chỗ đứng tại Trường Sa và tỉnh Tương Tây. Trải qua sự đánh thức của hai người, Tôn Việt và Tô Vĩ cũng bừng tỉnh. Thì ra là thế, cứ như vậy, công ty Danh Dương có lẽ có thể mở rộng thị trường ở Trường Sa và tỉnh Tương Tây mà chỉ cần trả một mức phí rất nhỏ, lại không cần chịu sự vây đánh của Trương gia và những gia tộc khác. Tôn Việt càng nói, sự ngạc nhiên trên khuôn mặt càng ngày càng lộ rõ. Hai mắt ông ấy sáng rực nhìn Chu Dương, giống như nhìn thấy một báu vật hiếm có. Đúng vậy, mà bây giờ chính là một cơ hội hoàn hảo. Dù sao công ty Danh Dương không thể cứ ở mãi Đông Hải, không đặt chân đến nơi khác,
mà bây giờ chính là cơ hội thử nghiệm tuyệt vời. Nếu chúng ta có thể có một thí điểm ở Trường Sa và tỉnh Tương Tây, vậy sau này, công ty Danh Dương muốn mở rộng ra nước ngoài thậm chí là toàn thế giới, thì đã có một phương án rất tốt. Chu Dương cười nói, vậy nhiệm vụ lần này giao cho Bích Quân và Linh Ngọc, hai người đăng ký thành lập công ty con cho công ty Danh Dương ở Trường Sa và tỉnh Tương Tây, sau đó nhanh chóng thành lập ban quản lý sơ bộ, có thể điều người từ Đông Hải tới. Đồng thời, Tôn Tổng, ở đây cũng cần sự giúp đỡ của ông. Ông là giám đốc của Hiệp hội Truyền thông ở Đông Hải, quan hệ rộng, có máu mặt, vậy nên tôi mong ông có thể điều động một bộ phận từ Hiệp hội tới tỉnh Tương Tây, hợp tác với chúng tôi. Yên tâm, về chuyện này, tôi sẽ không để bọn họ phí công vô ích, tôi biết ở Đông Hải rất nhiều công ty truyền thông đang đa thể hóa, không chỉ giới hạn ở truyền thông giấy tờ. Mà ngành truyền thông ở tỉnh Tương Tây, độc chiếm nửa vùng này, tới lúc đó, tôi có thể nhờ Trương gia giúp đỡ. Chu Dương chu toàn mọi mặt. Dường như đem tất cả hướng đi lớn nói ra trong một lượt, đồng thời cũng xóa bỏ nỗi đắn đo cuối cùng của Tôn Việt. Theo tốc độ hành động của Trương gia, chắc trong tuần sẽ có cách giải quyết chuyện này, vậy nên, thời gian dành cho chúng ta không còn nhiều nữa. Chu Dương nói xong, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Mặc dù những gì anh vừa nói nghe rất dễ dàng, nhưng áp dụng vào thực tế, lại có rất nhiều nhân tố không xác định, mà những nhân tố không xác định này, rất dễ trở thành một vật cản lớn. Không ai biết lúc này trong khách sạn Khải Nguyên xảy ra chuyện gì. Ánh mắt của mọi người đều tập trung về mỹ phẩm mỹ thần tại Trường Sa. Chỉ cần là người tỉnh Tương Tây thì đều biết, mỹ phẩm mỹ thần là cửa hiệu mỹ phẩm lớn nhất của Trương gia ở Trường Sa, có thể nói mỹ phẩm mỹ thần chính là một nền móng ở tỉnh Tương Tây. Mà bây giờ, cái nền móng này lại gặp phải khó khăn lớn nhất trong mười mấy năm thành lập. Chính vào lúc này, tin tức đầu tiên truyền ra từ Trương gia, nhất thời khiến mọi người nảy sinh hứng thú. Ngay cả bốn gia tộc lớn kia, cũng lần lượt lộ vẻ mặt khác thường. Bởi vì Trương gia tuyên bố, cuối tuần này, họ sẽ giải quyết triệt để khó khăn của cửa hàng mỹ phẩm mỹ thần tại Trường Sa. Chương 337. Ngay lập tức, toàn bộ Trường Sa chấn động, cả tỉnh Tương Tây cũng xôn xao, cả nước kinh ngạc, Trương gia là một trong năm đại gia tộc ở tỉnh Tương Tây, hơn nữa còn đứng thứ hai nếu xét về năng lực toàn diện. Một cái gia tộc lớn mạnh như thế, chắc chắn là sẽ có thực lực rất cao siêu. Không chỉ là ở riêng tỉnh Tương Tây, mà ngay cả ở các tỉnh khác, Trương gia cũng là một gia tộc có thực lực. Cho dù dõi mắt nhìn ra khắp cả nước, Trương gia cũng là sự tồn tại không thể xem thường. Vì mỹ phẩm mỹ thần của Trương gia chịu ảnh hưởng do vụ việc hủy hoại nhan sắc, thế nên trong khoảng thời gian này cũng đã gây nên ảnh hưởng không nhỏ trong phạm vi cả nước. Dù sao thì mỹ phẩm mỹ thần không chỉ được tiêu thụ ở tỉnh Tương Tây, mà còn được tiêu thụ trên toàn quốc. Bây giờ, có người dùng sản phẩm của mỹ phẩm mỹ thần lại bị hỏng ra, hiển nhiên là sẽ khiến rất nhiều người chú ý đến. Thế nên, không ít người đều đang đợi xem Trương gia sẽ xử lý vấn đề này như thế nào. Nghe gì chưa, Trương gia muốn giải quyết vấn đề hủy hoại nhan sắc vào cuối tuần này đấy. Thật hả, nhưng tôi vẫn không tin họ lắm. Tôi đã vứt hết đống mỹ phẩm mua ở mỹ phẩm mỹ thần rồi, thật đáng sợ. Mọi người nghĩ Trương gia sẽ xử lý vụ việc này như thế nào? Đây một vấn đề rất lớn và khó giải quyết. Dù công ty nào gặp phải chuyện này cũng vậy. Kể cả là người trong ngành, gần như cũng không tìm được phương án xử lý thích hợp. Cái đó thì chưa chắc, tôi nghe nói Trương gia đã tìm người có chuyên môn để xử lý, nói không chừng sẽ giải quyết được. Lật đổ mỹ phẩm mỹ thần, lấy lại công bằng cho chúng ta. Mỹ phẩm mỹ thần khiến tôi bị hỏng ra, chẳng lẽ cứ thế cho qua chuyện? Hừ, bản thân tôi muốn xem, cái Trương gia kia định giải quyết thế nào. Ngay sau đó, ở trên mạng và cả ngoài thực tế đều dấy lên đủ lời bàn luận xôn xao, thái độ của mỗi người đều không giống nhau. Lúc này ở Trương gia, toàn bộ Trương gia đã chuẩn bị sẵn sàng. Trương Anh tràn đầy hăng hái, tươi cười nhìn mọi người. Lần này, ông ấy đã chuẩn bị đầy đủ, thế nên ông ấy càng muốn mời người có năng lực tới trợ giúp. Chúng ta tuyệt đối không thể thất bại, có thể lấy lại sự trong sạch cho mỹ phẩm mỹ thần hay không, phải xem cuối tuần này thế nào. Phải rồi. Vừa nghĩ tới đám người châm chọc khiêu khích kia, ông đây chỉ ước có thể bò theo dây mạng, đánh cho đám kia một trận đã đời. Nhưng cách này có tác dụng thật chứ? Tôi cũng không biết, nhưng nhìn cái dáng vẻ tự tin kia của Trương Anh, chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt một cái, đã đến chủ nhật. Kênh phát sóng trực tiếp Hoa Tiêu. Có rất nhiều người xem phát sóng trực tiếp chợt nhận ra khi họ đang xem các phòng livestream, thỉnh thoảng phía trên lại xuất hiện một cái banner tuyên truyền nho nhỏ. Mỹ phẩm Mỹ thần đang trực tiếp tiến hành kiểm định chất lượng sản phẩm. Trong phút chốc,
tất cả người xem của kênh livestream Hoa Tiêu đều ổ lên. Cái gì đây? Mỹ phẩm Mỹ Thần, đây là công ty mỹ phẩm từng làm cho người ta bị hỏng da phải không? Kiểm định chất lượng sản phẩm, làm vậy được chứ, có thể chứng tỏ gì không? Hay, sao tôi thấy cái trò này cứ quen quen ấy nhi? Ừ, tôi cũng thấy quen lắm, hình như lúc trước tôi đã thấy ở đâu rồi ấy. Chúng ta cùng sang xem thử đi, bản thân tôi muốn xem bọn họ định giải thích thế nào. Thoáng chốc, rất nhiều người đều xem phát sóng trực tiếp kiểm định chất lượng sản phẩm của mỹ phẩm Mỹ Thần. Cùng lúc đó, rất nhiều chương trình phát sóng trực tiếp khác cũng nhận ra số lượng người xem khi mình livestream bỗng giảm bớt rất nhiều. Có chuyện gì thế này? Sao số người xem lại giảm nhiều vậy? Có chuyện gì thế? Hay là mấy người đóng băng lượt xem của tôi đấy? Đúng vậy, số lượt xem bên tôi tự nhiên cũng giảm nhiều lắm. Tóm lại là có chuyện gì, có ai cho lời giải thích đi chứ? Hay, mọi người nhìn sang đây này, người xem đều chạy qua đó cả rồi. Có người lên tiếng. Thuận tay ném ra một cái mã phòng livestream. Lập tức, rất nhiều người phát trực tiếp khác đều chạy sang phòng livestream của Mỹ phẩm Mỹ Thần, chuẩn bị chửi bới một trận. Nhưng lúc bọn họ thấy được nội dung trực tiếp, bọn họ đều ngây người sững sờ. Thì ra là thế, lúc trước tôi cũng dùng Mỹ phẩm Mỹ Thần đấy. Tự nhiên xảy ra vụ hủy hoại nhan sắc, làm tôi lo muốn chết, sợ da mặt mình cũng bị hỏng theo. Ừ, chúng ta cũng xem thử đi, nhất là các nữ streamer. Càng phải mở to mắt nhìn cho rõ. Trường Đại học tỉnh Tương Tây, diễn đàn Niên Hoa Tuế Nguyệt BBS, là một diễn đàn giao lưu nội bộ của Trường Đại học tỉnh Tương Tây. Giờ phút này, có một bài viết đang gây được sự chú ý. Giáo sư Trần chuyên gia kiểm định vật liệu được Mỹ phẩm Mỹ Thần mời về làm người giám sát cuộc kiểm định chất lượng sản phẩm của Mỹ phẩm Mỹ Thần. Mọi người mau qua đây xem, chỗ này có phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình này. Bài viết vừa được đăng tải đã khiến rất nhiều người chú ý đến. Ở trường Đại học tỉnh Tương Tây, chuyên ngành kiểm định vật liệu là một chuyên ngành khá là lớn, có khá nhiều sinh viên, thế nên cũng tạo được nhiều sự quan tâm. Huống hồ, giáo sư Trần là một trong ba giảng viên được hoan nghênh nhất ở trường Đại học tỉnh Tương Tây, thế nên mức độ quan tâm lại càng cao hơn. Tình huống gì đây? Sao họ lại mời giáo sư Trần rén? Đã muốn mời thì tất nhiên là phải mời giáo sư Trần rồi. Ở cả tỉnh Tương Tây, người có tư cách làm người giám sát hơn giáo sư Trần còn chưa ra đời đâu. Ha ha, không phải là giáo sư Trần nhận tiền rồi quảng cáo cho người ta đấy chứ. Ăn nói vớ vẩn, cút cút, mày mới nhận tiền, mày là ai, sao lại dám bôi nhọ giáo sư Trần. Cút ra khỏi bài viết này đi, không ngờ lại có người dám bôi nhọ giáo sư Trần ở chỗ này, chắc là mày chưa nghĩ kỹ đây mà. Lập tức, dưới bài viết này loạn như cào cào, có người bênh vực giáo sư Trần. Cũng có người lên tiếng chất vấn. Suy cho cùng, vụ Mỹ phẩm Mỹ Thần làm hỏng da đã gây nên ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa còn hết sức ác liệt. Bây giờ, bất cứ ai dính dáng đến vụ việc đó đều sẽ trở thành đề tài rất nhạy cảm. Bây giờ giáo sư Trần không chỉ dính vào chuyện đó, mà còn trở thành người giám sát kiểm định chất lượng, thế nên cũng khó tránh khỏi việc làm cho người ta nảy sinh nghi ngờ. Lúc này, cha con Trương Anh và Trương Kiệt cùng mấy người của Trương gia, và cả Trương Tâm Di quản lý cửa hàng Mỹ phẩm Mỹ Thần cũng có mặt ở đây, tại phòng thí nghiệm kiểm định vật liệu của Trường Đại học tỉnh Tương Tây. Trong phòng thí nghiệm đã được chuẩn bị đầy đủ các thiết bị camera, hơn nữa toàn bộ đều đang ở chế độ quay chụp. Mọi hành động, tình huống diễn ra trong phòng thí nghiệm đều được phát sóng rõ ràng trên kênh phát sóng trực tiếp Hoa Tiêu. Cùng lúc đó, giáo sư Trần đang ở trong phòng thí nghiệm của Trường Đại học tỉnh Tương Tây, xem xét các mục cho công tác chuẩn bị. Lần này, Trương Anh mời một vị chuyên gia tại sở kiểm định đến để kiểm định chất lượng, tỏ vẻ công chính minh bạch. Thiệu lão gia ở sở kiểm định Chu Thị tới rồi. Không biết là ai lên tiếng, tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm đều ngây người ra. Trương Anh và Trương Kiệt vội vàng đi ra tiếp đón, trên mặt tràn đầy vẻ tự tin. Còn giáo sư Trần và mấy trợ lý cũng quay sang nhìn nhau, thấy được vẻ kinh ngạc từ trong mắt của đối phương. Thiệu lão gia của sở kiểm định Chu Thị lại là ông ấy. Giáo sư Trần đồng ý làm người giám sát kiểm định chất lượng sản phẩm cho Mỹ phẩm Mỹ Thần cũng là bởi trước kia ông đã từng chịu ơn huệ của Trương gia. Ông định sẽ công chính công bằng, tuân theo thực tế, công khai tất cả sự thật mà mình thấy được. Nhưng ông không thể ngờ, lần này Trương gia lại mời sở kiểm định Chu Thị tới làm kiểm định chất lượng, mà người thực hiện còn là Thiệu lão gia. Nào, chúng ta cũng đi ra ngoài thôi. Không ngờ Thiệu lão gia cũng sẽ tới đây. Giáo sư Trần nói xong cũng nhanh chóng đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Chương 338. Trước cửa phòng thí nghiệm kiểm định vật liệu của Trường Đại học tỉnh Tương Tây. Rất nhiều người tập trung ở đó,
trên mặt đều mang vẻ tò mò và nghi hoặc. Việc Trương gia chọn phòng thí nghiệm kiểm định vật liệu trường Đại học tỉnh Tương Tây để kiểm định chất lượng sản phẩm của mỹ phẩm Mỹ Thần, nằm ngoài dự đoán của rất nhiều người. Hơn nữa, Trương gia muốn mời giáo sư Trần làm người giám sát càng làm cho không ít người ngạc nhiên. Xem ra lần này Trương gia rất nghiêm túc, trực tiếp tiến hành kiểm định chất lượng sản phẩm ở trong phòng thí nghiệm luôn. Mỹ phẩm Mỹ Thần chính là một mắt xích quan trọng trong ngành sản xuất mỹ phẩm của Trương gia, chắc chắn là Trương gia sẽ không để nó xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không ngờ Trương gia lại nghĩ ra được cách này. Chẳng lẽ lần này bọn họ sẽ giải quyết được vụ việc hủy hoại nhan sắc kia thật sao? Rất nhiều người đều đang bàn luận đánh giá xôn xao. Ngoài ra còn có không ít phóng viên cũng trà trộn vào trong đó. Có phóng viên muốn săn tin nóng. Có phóng viên do bốn đại gia tộc gọi đến. Cũng có phóng viên do Trương gia sắp xếp. Bây giờ những phóng viên này đều duỗi dài cổ nhìn vào bên trong phòng thí nghiệm, muốn xem thử tình huống bên trong như thế nào. Có người đến. Lại có người đến, là người của sở kiểm định vật liệu, không biết là ai hô lên, lập tức khiến cho mọi người chú ý. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn sang, thì thấy một chiếc xe hơi phổ thông chậm rãi dừng ở trước cửa phòng thí nghiệm. Không đợi người trên xe đi xuống, thoáng cái đã có mười mấy người xông ra khỏi phòng thí nghiệm. Là Trương Anh của Trương gia, còn có con trai ông ta, Trương Kiệt, người kia chính là giáo sư Trần Nhỉ, ông ấy là người giám sát kiểm định chất lượng lần này. Trời ạ! Tất cả bọn họ đều ra tiếp đón, cuối cùng thì người trên chiếc xe này là ai vậy? Thấy có nhiều người ra đón như thế, mọi người đều rất kinh ngạc. Những người này đều rất có tiếng ở tỉnh Tương Tây, nhị thiếu gia đời thứ hai của Trương gia, giáo sư trường Đại học tỉnh Tương Tây. Thậm chí, ngay cả một vị phó hiệu trưởng của trường Đại học tỉnh Tương Tây cũng sửng sốt đi ra. Mọi người tập trung ánh mắt vào chiếc xe hơi phổ thông kia. Lúc này đây, chiếc xe cũng dần dần mở cửa. Một ông cụ đầu tóc bạc phơ chậm rãi bước xuống. Trong khoảnh khắc, gần như tất cả mọi người đều nhìn thẳng. Bọn họ đều đang chấn động. Sao lại là ông ấy? Sao ông ấy lại tới trường Đại học tỉnh Tương Tây? Cũng có không ít người không nhận ra ông cụ xuống xe là ai, nhưng thấy mọi người xung quanh đều trợn tròn mắt, ra vẻ không thể tin nổi, thì bọn họ đều nổi hứng tò mò. Ông này là ai thế? Sao tôi chưa gặp bao giờ? Phải đấy, hình như ông ấy không phải là người ở tỉnh Tương Tây. Ông ấy mà mấy người cũng không nhận ra à? Mấy người có thật là sinh viên chuyên ngành kiểm định vật liệu không đấy? Đây là Thiệu Trạch Giai giáo sư Thiệu, ông ấy không chỉ là giáo sư chuyên ngành kiểm định vật liệu của Đại học Đông Hải, mà ông ấy còn là viện trưởng, hơn nữa còn là sở trưởng của sở kiểm định Chu Thị ở chi nhánh Đông Hải đấy. Có người hô ầm lên vì không kìm nén được sự kích động, trong giọng nói tràn đầy xúc động và hưng phấn. Đây là giáo sư Thiệu Trạch Giai đấy. Ông ấy hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu về kiểm định vật liệu học ở trong nước. Bất cứ trường đại học nào trong nước mở ra chuyên ngành kiểm định vật liệu đều không thoát khỏi ràng buộc với Thiệu Trạch Giai. Mọi người đều không nghĩ tới, Thiệu Trạch Giai sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vậy có nghĩa là lần này Trương gia mời Thiệu lão gia tới, cũng là mời sở kiểm định Chu Thị tới. Không ngờ Trương gia lại bỏ nhiều tiền thế này. Với địa vị của Thiệu lão gia trong chuyên ngành kiểm định chất lượng ở trong nước. Chuyện ông ấy đã xác định rồi, thì gần như không ai dám phản bác. Các sinh viên kích động đến mức phát điên lên. Trên khuôn mặt cả đám đều tràn ngập vẻ sùng bái, trong đôi mắt như lóe lên những vì sao, chăm chú nhìn về phía giáo sư Thiệu Trạch Giai. Còn đám phóng viên thì luống cuống tay chân, vội vàng nâng ống kính lên. Đây chính là Thiệu Trạch Giai, người đứng đầu chuyên ngành kiểm định vật liệu trong nước. Sự xuất hiện của ông ấy ở trường Đại học tỉnh Tương Tây chắc chắn sẽ là tin tức hot. Thiệu Trạch Giai xuống xe, thì thấy mười mấy người tiến đến. Thiệu lão gia, phiền ông phải tới đây một chuyến rồi. Trương Anh là người chủ chốt chính của Trương gia lần này, thế nên ông ấy là người thứ nhất tiến lên chào hỏi giáo sư Thiệu Trạch Giai. Thiệu lão gia, không thể tin được rằng ông sẽ tới trường Đại học tỉnh Tương Tây chúng tôi. Nếu ông thông báo trước thì chúng tôi đã chuẩn bị tiếp đón long trọng hơn rồi. Phó hiệu trưởng cũng bất đắc dĩ, đến bây giờ ông vẫn chưa thể hết ngỡ ngàng khi thấy Thiệu Trạch Giai xuất hiện. Trong lòng ông đã quá kích động. Thiệu lão gia, thầy còn nhớ em chứ? Giáo sư Trần đi tới, hết sức kính trọng chào hỏi Thiệu lão gia. Nhắc đến chuyện cũ, giáo sư Trần chính là học trò của giáo sư Thiệu Trạch Giai. Năm đó ông ấy đã từng làm việc cho Thiệu Trạch Giai, cũng từng được dẫn dắt bởi Thiệu lão gia. À, cậu là Tiểu Trần đúng không? Không ngờ bây giờ cậu lại làm việc ở trường Đại học tỉnh Tương Tây, không tệ, không tệ. Thiệu Trạch Giai đáp lại, tỏ vẻ rất hiền hòa. Thiệu lão gia, mời ông vào trong. Lần kiểm định chất lượng này, hoàn toàn dựa vào ông hết đấy.
Trương Anh vội vàng dẫn giáo sư Thiệu Trạch Giai vào trong phòng thí nghiệm. Lúc giáo sư Thiệu Trạch Giai xuất hiện trong phòng thí nghiệm, đồng thời cũng xuất hiện ở phòng livestream trên kênh phát sóng trực tiếp Hoa Tiêu. Ngay lập tức, kênh phát sóng trực tiếp Hoa Tiêu nhốn nháo. Ông cụ này là ai thế? Hừ, chuyện lớn như thế, để ông cụ này làm được không vậy? Tên bên trên mau câm miệng đi, nếu Thiệu lão gia không làm được thì cả nước này không có ai làm được hết. Đúng đấy, Thiệu lão gia chính là sở trưởng của sở kiểm định Chu Thị, là người đứng đầu trong chuyên ngành kiểm định vật liệu trong nước đấy. Tuyệt quá đi mất, cuối cùng cũng được nhìn thấy Thiệu lão gia rồi. Năm ngoái tôi đăng ký làm nghiên cứu sinh của Thiệu lão gia, suýt nữa được thông qua. Tôi quyết định, năm nay tôi sẽ thi lại một lần nữa. Cố gắng lên, chúng tôi ủng hộ ông. Trong phút chốc, kênh phát sóng trực tiếp Hoa Tiêu đã hoàn toàn nhốn nháo ầm ĩ, rất nhiều người không biết ông ấy là ai cũng đều phải trợn mắt há hốc mồm. Bây giờ bọn họ mới nhận ra, Trương gia đã mời một người cực kỳ có tầm tới để chứng minh sự trong sạch cho mỹ phẩm mỹ thần. Trong phòng thí nghiệm, tất cả đều đang được chuẩn bị sắp xếp. Ngoại trừ giáo sư Trần, người chịu trách nhiệm giám sát kiểm định chất lượng ra, Trương Anh cũng mời nhân viên công chứng ở trường xa tới tham gia giám sát. Ông ấy muốn bảo đảm lần kiểm định chất lượng này được thực hiện một cách minh bạch và chuyên nghiệp, cũng tuyệt đối công bằng, để người khác không thể bới móc được gì. Ngay sau đó, giáo sư Thiệu liền dẫn dắt mọi người bắt đầu kiểm định. Ông ấy đã đưa theo hai người trợ lý từ sở kiểm định Chu Thị. Một trong hai người họ đều có thể tự đứng ra chịu trách nhiệm riêng về một khâu nhất định. Thoáng chốc, trong phòng thí nghiệm trở nên cực kỳ im lặng, Thiệu lão gia và trợ lý của ông ấy tập trung thực hiện kiểm định chất lượng. Chỉ có âm thanh làm thí nghiệm và âm thanh thiết bị camera vang lên. Tất cả mọi người đều ngừng thở, yên lặng tập trung quan sát mỗi một thao tác của Thiệu lão gia. Lúc này, bên ngoài phòng thí nghiệm, các sinh viên và đám phóng viên vây xem đều vô cùng nôn nóng, mong mỏi nhìn vào bên trong phòng thí nghiệm. Nhưng cũng có rất nhiều người không kiềm chế được, đứng đó xem livestream luôn. Giang gia ở Trường Sa, người đại diện tứ đại gia tộc tập trung ở phòng tiếp khách, sắc mặt mọi người đều rất nghiêm túc. Bọn họ hoàn toàn không dự đoán được đòn phản kích này của Trương gia. Vốn dĩ bọn họ cũng đã đoán được là Trương gia sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp phản kích để giành lại đường sống cho mỹ phẩm mỹ thần. Nhưng bọn họ không ngờ, Trương gia lại nghĩ ra cách này. Quan trọng nhất là Trương gia lại mời Thiệu lão gia tới. Thế này thì dù bọn họ muốn mời chuyên gia kiểm định chất lượng khác hỗ trợ cũng không được. Hừ, tôi không tin Trương gia bọn họ có thể khiến mỹ phẩm mỹ thần hoàn toàn thoát khỏi chuyện này. Anh Giang! Chuyện lần này do anh chịu trách nhiệm, anh phải nhanh chóng tìm ra phương án ứng phó đi. Không sai, dù sao Trương gia cũng là gia tộc lớn thứ hai ở tỉnh Tương Tây, vẫn có chút năng lực, chứ không hề đơn giản như chúng ta tưởng hừ. Mấy người cứ yên tâm đi, Trương gia muốn thoát khỏi lòng bàn tay tôi không phải là chuyện đơn giản. Chương 339. Công tác kiểm định chất lượng của phòng thí nghiệm vẫn đang tiếp tục, sắc mặt mọi người đều rất nghiêm túc. Trừ Thiệu lão gia và hai trợ lý. Còn lại trong phòng đều là người của Trương gia và Đại học Tương Tây. Nét mặt giáo sư Trần và đám sinh viên của ông rất nghiêm túc, chăm chú. Ánh mắt và sự chú ý của toàn bộ bọn họ đều hướng về cách làm và quá trình kiểm định của Thiệu lão gia. Thiệu lão gia là chuyên gia hàng đầu trong ngành kiểm định vật liệu ở trong nước, trình độ thực lực của ông thì không cần phải nghi ngờ. Thông thường muốn gặp được Thiệu lão gia thực sự rất khó. Thế mà bây giờ Thiệu lão gia lại làm thí nghiệm ở trước mặt thì giáo sư Trần và đám sinh viên của ông, tất nhiên bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội hiếm có. Vẻ mặt người của Trương gia cũng rất nghiêm lần phát sóng trực tiếp này, Trương Anh đã tham khảo phương án xử lý của công ty Danh Dương, có thành công hay không toàn bộ đều dựa vào kết quả kiểm định. Điều khiến lòng Trương Anh và Trương Kiệt nhẹ nhõm chút ít đó là không khí phòng livestream của kênh phát sóng trực tiếp Hoa Tiêu rất tốt, toàn bộ mọi người dường như đang bàn tán Thiệu lão gia và lần kiểm định này. Ha ha, có Thiệu lão gia ở đây thì đợi chút nữa sẽ rõ sản phẩm mỹ thần rốt cuộc sẽ như thế nào. Tất nhiên rồi, có thể nhìn thấy được đích thân Thiệu lão gia ra tay kiểm định đúng là được mở rộng tầm mắt, giỏi hơn cả giáo viên của tôi nhiều. Bây giờ, giáo viên tầng trên chắc phát khóc rồi, có người sinh viên như thế đúng là đáng thương quá. Ha ha, các cậu đúng là vênh váo, chẳng lẽ Trương gia không mua chuộc Thiệu lão gia hay sao? Như thế thì kết quả lần kiểm định này căn bản chẳng tính là gì cả. Không đâu, Thiệu lão gia tuyệt đối sẽ không bị mua chuộc, chuyên gia hàng đầu đất nước còn quan tâm chút tiền đấy sao? Đúng vậy, danh dự của Thiệu lão gia là vô giá, ông ấy sẽ không vì một chuyện như thế mà làm tổn hại danh dự của mình đâu. Lúc này, phòng livestream bắt đầu cùng nhau đáp trả lại những người nghi ngờ con người của Thiệu lão gia.
trong mắt rất nhiều người tồn tại một sự sùng bái Thiệu lão gia, bọn họ tuyệt đối không để những người khác bôi nhọ ông. Cùng lúc này, có rất nhiều người cũng đang xem trực tiếp. Trừ Giang Gia Gia còn có Trương Gia. Trong sân nhà Trương Gia, hai cha con Trương Luân xem phát sóng trực tiếp, sắc mặt u ám. Toàn bộ quá trình phát sóng trực tiếp của kiểm định này do Trương Anh phụ trách, có thể nói là công lao của một mình ông ấy. Nếu thông qua lần truyền hình trực tiếp này có thể trả lại trong sạch cho sự việc hủy hoại nhan sắc của mỹ phẩm mỹ thần, thì địa vị Trương Anh ở Trương Gia sẽ được nâng lên không ít. Tức thật, không ngờ bọn họ lại có thể nghĩ đến biện pháp này, chẳng lẽ chúng ta không còn cách nào khác nữa sao? Sắc mặt Trương Đào hết sức cau có, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Hắn nhìn thấy Trương Anh và Trương Kiệt ở trong phòng thí nghiệm. Cũng nhận ra sự vui mừng và đắc ý trên khuôn mặt của hai người họ. Đây là chuyện mà Trương Đào tuyệt đối không thể chấp nhận. Nếu thành công thì địa vị của Trương Anh và Trương Kiệt đều được nâng lên, vậy thì địa vị của hắn ở Trương gia sẽ bị giảm xuống. Một lên một xuống trái ngược nhau như thế thì địa vị Trương Kiệt và Trương Đào ở trong cái nhà này rất có thể sẽ ngang hàng nhau. Không nên vội vàng, chúng ta không cần phải làm gì cả, chẳng lẽ bốn gia tộc lớn kia sẽ trơ mắt nhìn Trương Anh giải quyết chuyện này sao? Còn nữa, mấy ngày này con cứ ở trong nhà thôi, đừng ra ngoài, nhất định không được gây ra chuyện gì, nếu không ông nội con mà trách tội thì bố cũng không giúp con được đâu. Trương Luân cảm nhận được sự tức giận của con trai mình, mặc dù ông ta cũng không dễ chịu gì nhưng trong lòng ông ta cũng có giới hạn. Trương Luân và Trương Anh tranh đấu nhưng chỉ trong nội bộ Trương gia. Nếu có người vì tranh giành thắng thua mà làm tổn hại đến lợi ích của Trương gia thì tất cả người của Trương gia đều không thể tha thứ. Cho nên Trương Luân cảm thấy ông ta cần phải dạy bảo con trai của mình để tránh nhất thời ma xui quỷ khiến lại làm chuyện gì dại dột. Khách sạn Khải Nguyên, mấy người Chu Dương cũng đang xem phát sóng trực tiếp. Đây không phải phương án xử lý sự việc hủy nhan sắc của chúng ta sao? Thẩm Bích Quân nhìn chéo sang Chu Dương, mỉm cười nói. Đúng thế, cả kế hoạch phương án cũng không khác gì mấy. Hơn nữa đến cả người phụ trách kiểm định chất lượng cũng giống nhau, đều là Thiệu lão gia. Mấy người có chức vị cao đến từ công ty danh dương cũng nhao nhao nói. Trước đấy, thị trường mặt nạ làm trắng da chống lão hóa của công ty danh dương cực kỳ hot, cũng gặp phải chuyện hủy hoại nhan sắc. Lúc đó, Chu Dương cũng dùng cách này để ứng phó, chứng minh sự trong sạch mới có thể tránh được tổn thất cho công ty danh dương. Giáo sư Thiệu là giáo sư trường Đại học Đông Hải, sao ông ấy lại đến Tương Tây? Chẳng lẽ là lão đại mời đến ư? Vẻ mặt Tô Vĩ cũng đầy kinh ngạc. Cậu là học sinh trường Đại học Đông Hải, có biết một chút về Thiệu lão gia? Biết rằng Thiệu lão gia sẽ không dễ dàng rời khỏi Đông Hải thế nên mới kinh ngạc. Mà cậu cũng biết, trước đây trong buổi lễ chào mừng tân sinh viên tại Đại học Đông Hải, đích thân Thiệu lão gia từng nói, Chu Dương chính là sinh viên chuyên ngành kiểm định vật liệu của ông ấy. Ngay sau đó, toàn bộ mọi người hướng ánh mắt về Chu Dương, trên khuôn mặt đầy thắc mắc. Chẳng lẽ lần hợp tác này của Trương gia là chủ ý của Chu Dương? Ha ha, sao mọi người đều nhìn tôi vậy? Chu Dương thấy hơi ngại. Ánh mắt của những người khác thì không sao, chủ yếu là ánh mắt của hai người Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân khiến anh cảm thấy hơi ớn lạnh. Được rồi, tôi thừa nhận, thực sự chủ ý là của tôi, Trương Kiệt và cha cậu ấy đến tìm tôi nên tôi nói với bọn họ một phương pháp, đồng thời cũng mời giáo sư Thiệu đến phụ trách lần kiểm định này. Nhìn mọi người như vậy, Chu Dương chỉ còn cách nói sự thật. Còn chưa đợi người khác nói, Chu Dương đã tiếp tục. Nhưng đây cũng là một cơ hội cho chúng ta, đặc biệt là công ty danh dương và còn có mấy công ty mỹ phẩm của mọi người. Lúc này, Chu Dương cười mỉm, nhìn mấy người Vương Đại Lục và Chu Hạo. Ở đây có không ít người làm việc trong ngành mỹ phẩm, đại diện tầm gần 10 công ty, tính ra cũng là một lực lượng không nhỏ. Nhất là công ty danh dương lại là công ty đi đầu, càng có thể hợp nhất toàn bộ công ty lại với nhau. Sao lại nói thế nhỉ? Lần này, mọi người đều bắt đầu tò mò, nhốn nháo chờ Chu Dương nói tiếp. Tôi đã nói rồi, lần này mọi người đến ít nhất cũng có thể đạt được lợi ích tương đương với doanh thu quy mô, đây không phải chỉ là miệng nói cho có. Chu Dương khẽ cười, tay giơ lên hai bản kế hoạch. Đây chính là bản kế hoạch của dự án Tân Chu và dự án sản phẩm làm trắng da và chống lão hóa của công ty danh dương. Mấy ngày nay tôi đã điều động không ít người của công ty danh dương từ Đông Hải đến đây. Cũng để Thẩm tổng lập một chi nhánh công ty ở Trường Sa, chuẩn bị mở rộng dự án Tân Chu và dự án sản phẩm làm trắng da và chống lão hóa. Chu Dương nói xong, khuấy động hơn 10 công ty mỹ phẩm ở trong căn phòng. Đối với hai dự án này, bọn họ càng biết rõ hơn ai hết khung cảnh thị trường trong tương lai không thể tưởng tượng được, một khi làm được thì tuyệt đối là một miếng bánh ngọt béo bở. Mà bây giờ trước mặt bọn họ Chu Dương lại nói như vậy, chắc hẳn là chuẩn bị phân chia lợi nhuận cho bọn họ.
đây thực sự là chuyện tốt nhất trên đời. Chu Tổng, chúng tôi tuyệt đối nghe theo dặn dò của cậu. Đúng vậy, Chu Tổng, cậu bảo chúng tôi làm như thế nào, chúng tôi sẽ làm theo như thế đấy. Cậu chỉ đông chúng tôi tuyệt đối không dám đánh vào Tây, chỉ cần cậu cho phép chúng tôi tham gia. Đúng vậy, Chu Tổng, chỉ cần chúng ta đoàn kết với nhau, cả tỉnh Tương Tây chẳng ai có thể là đối thủ của chúng ta cả. Mọi người nhất thời kích động hô lên, đây quả là một cơ hội cực tốt. Không chỉ khiến công ty bọn họ có thể cùng Chu Dương, cùng công ty Danh Dương duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp. Ngoài thị trường chính là Đông Hải thì họ còn có thể mở đường phát triển một thị trường mới ở tỉnh Tương Tây. Ha ha, không cần vội, một số công việc nền tảng cơ sở tôi đã cho người đi thực hiện rồi. Bây giờ, chúng ta chỉ cần đợi thôi, đợi đến có khi kết quả kiểm định là được. Chu Dương cười nói, tay chỉ vào máy tính đang phát sóng trực tiếp. Lúc này, Trường Sa và tỉnh Tương Tây, thậm chí là cả nước có vô số người đang quan tâm đến kết quả kiểm định đang được phát sóng trực tiếp. Bọn họ đều muốn biết, lần này rốt cuộc kết quả sẽ là gì. Thiệu lão gia hoàn thành thí nghiệm kiểm định một cách nhanh chóng, phân tích số liệu cũng đã xong xuôi. Trong tay Thiệu lão gia là một phần kết quả báo cáo kiểm định. Bầu không khí như ngưng đọng trong phòng thí nghiệm, lạ kỳ, đám người trong phòng khách Giang gia yên tĩnh ở Trương gia cũng vô cùng căng thẳng. Chương 340. Lúc này, dường như tất cả những người có liên quan đến vụ việc đều hướng mắt nhìn báo cáo kiểm định trên tay Thiệu lão gia. Một giây, hai giây, ba giây, qua 10 giây, mọi người đều không nhẫn lại được, thậm chí có người đã bắt đầu chửi bới, Thiệu lão gia cuối cùng cũng bắt đầu nói. Thông qua kiểm tra thử nghiệm, chứng minh toàn bộ mỹ phẩm mỹ thần đều hợp lệ, không có chất gây hại, càng không làm hủy hoại nhan sắc. Một câu nói ngắn gọn, dấy lên sự kích động lớn, khiến bao nhiêu người kinh ngạc lòng dạ không yên. Phòng phát sóng trực tiếp Hoa Tiêu, không có vấn đề, vậy những người trước đây tại sao lại nói dùng mỹ phẩm của bọn họ gây hại cho da? Hừm, Thiệu lão gia đích thân kiểm định chất lượng, đương nhiên không thể là giả, vậy chỉ có một khả năng này, những người bị hủy dung nhan là do có người khác tìm đến, muốn bôi nhọ thanh danh mỹ phẩm mỹ thần. Trời, vậy thì quá bị ổi rồi, ai có thể làm ra chuyện này? Vậy chúng tôi sau này có thể yên tâm dùng mỹ phẩm mỹ thần, dùng lâu đều quen rồi. Ôi trời, ba bộ mỹ phẩm của tôi, lúc trước vì sợ quá nên đã vứt hết đi rồi, thật tiếc quá. Giang gia, xem ra nước cờ này không được rồi, quá đơn giản là do tôi không nghĩ đến Trương Anh lại có thể nghĩ ra cách chứng minh mỹ phẩm mỹ thần không có vấn đề, xem ra phải dùng kế hoạch khác thôi. Chúng tôi không quan tâm anh dùng cách gì, tôi chỉ muốn nhìn thấy kết quả, về phần mỹ phẩm là do anh phụ trách, tiếp theo chúng tôi sẽ tấn công ngành truyền thông của Trương gia không sai, truyền thông luôn là một chiếc bánh gato lớn, những năm gần đây luôn bị Trương gia kiểm soát trong tay, giờ cũng đến lúc buông ra rồi. Trương gia, quá tốt rồi, sau lần này, tất cả những tin đồn không đúng đều sẽ được dập tắt. Trương Anh thật sự rất giỏi, có thể nghĩ ra cách hay như vậy, tôi thấy những năm gần đây, năng lực của ông ấy tiến bộ không nhỏ. Không sai, Trương Anh thực sự không tệ bây giờ xem ra, Trương Luân và Trương Anh so với nhau, từ đầu đến cuối chỉ chênh nhau một chút tài trí trong khuôn viên sân. Hai bố con Trương Luân và Trương Đào xem trong phát sóng trực tiếp, chính miệng Thiệu lão gia nói ra kết quả, nét mặt lúc này vô cùng khó coi. Mặc dù bọn họ đều biết mỹ phẩm mỹ thần không thể nào có vấn đề, nhưng để xảy ra chuyện hủy hoại đến dung nhan như thế này, cuối cùng cũng cần nói một lời rõ ràng. Dù là ở bên ngoài, hay đối với Trương gia, mà bây giờ, vấn đề Trương Luân không dàn xếp được, Trương Anh đã giải quyết ổn thỏa. Vậy thì sau này, rất nhiều thế hệ sau của Mỹ Thần, đều sẽ bắt đầu ủng hộ Trương Anh. Hừm, bố không tin, Trương Anh thật sự có thể giải quyết chuyện của Mỹ Thần, hiện giờ bốn gia tộc lớn đều nhìn vào Mỹ Thần, chuyện hủy hoại dung nhan này mới chỉ là bắt đầu. Trương Luận trầm giọng, nói rồi quay người đi về phòng. Còn Trương Đào ở bên cạnh mặt mày tối sầm. Trong ánh mắt đầy sự kìm hãm. Con cũng không tin, bọn họ có thể thuận lợi như vậy. Suy nghĩ một lát, Trương Đào đứng dậy đi ra ngoài. Khách sạn Khai Nguyên, ha ha, sớm biết sẽ có kết quả này, Tô Vĩ vừa nói vừa cười. Những người khác cũng cười nhẹ, không nói gì nhiều. Bọn họ không ít người đều từng nghe nói về tính khả thi của phương án. Cho nên mới biết Trương gia sau khi áp dụng phương án này, càng không có gì phải nghi ngờ. Chỉ là, nghĩ đến những lời Chu Dương vừa nói. Mọi người không nhịn được liền kích động, nhốn nháo nhìn Chu Dương. Xem những gì tôi làm, hiện giờ đều có kết quả rồi, đã đến lúc gặt hái thành công. Mỗi người chúng ta về điều động người đến Tương Tây, chuẩn bị làm một trận lớn. Chu Dương mỉm cười, tùy ý nói một câu. Hiện giờ đã có kết quả kiểm định chất lượng,
chứng minh mỹ phẩm mỹ thần không có vấn đề gì. Mặc dù tin đồn hủy hoại nhan sắc lần này gần như được giải quyết ổn thỏa, nhưng cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của mỹ phẩm mỹ thần. Suy cho cùng, còn rất nhiều người không xem phát sóng trực tiếp, cũng có người không quá quan tâm những chuyện bên ngoài, trong lòng vẫn hoài nghi với mỹ phẩm mỹ thần. Không ít người một khi bị rắn cắn, 10 năm sau vẫn ôm sự sợ hãi, trong lòng họ cũng có sự bài xích với mỹ phẩm mỹ thần. Lúc này, Chu Dương để công ty danh Dương tiến vào thị trường ở đây, thật đúng là một cơ hội tốt. Dựa theo mức độ thịnh hành của dự án làm trắng da chống lão hóa và dự án Tân Chu ở Đông Hải, anh tin rằng hai hạng mục này ở Tương Tây cũng sẽ phát triển mạnh mẽ. Trong phòng thí nghiệm, sau khi Thiệu lão gia đưa ra kết quả kiểm định, giáo sư Trần và vài sinh viên bước tiến lên phía trước, quan sát báo cáo kiểm tra. Những nhân viên công chứng này cũng là giám sát viên. Đây là một quy trình không thể thiếu. Quá tốt rồi, bố, cứ như vậy, những khó khăn của mỹ phẩm mỹ thần sắp qua rồi. Trương Kiệt vô cùng hứng khởi, không nghĩ rằng mọi chuyện lại tiến triển thuận lợi như vậy. Hiện kết quả đã được thông báo, chỉ cần công bố ra ngoài thì chuyện hủy hoại nhan sắc sẽ được giải quyết, thậm chí nếu Trương gia bọn họ muốn truy cứu trách nhiệm, cũng có thể kiện mấy người tố cáo kia tội vu khống. Đúng vậy, bố cũng không nghĩ mọi chuyện lại thuận lợi như thế, chỉ là trong lòng vẫn luôn lo lắng, bố cảm thấy bốn gia tộc lớn này đâu dễ gì để chúng ta giải quyết nhẹ nhàng như vậy. Ngoài mặt Trương Anh vui mừng hớn hở, nhưng bên trong ẩn giấu sự lo âu. Ông ấy đến độ tuổi này, đã đọc rất nhiều sách kiến thức sâu rộng, tâm trí đương nhiên sẽ sâu sắc hơn. So với sự an toàn lạc quan của Trương Kiệt, Trương Anh từ đầu đến cuối luôn cảm thấy đối phương vẫn còn chuẩn bị những mưu đồ khác. Nếu bây giờ bọn họ quá buông lỏng, vậy một khi tứ đại gia tộc lại tấn công một lần nữa, rất có thể sẽ không kịp trở tay. Ông cho rằng, đến lúc đó không phải bất cứ chuyện gì cũng đều tìm Chu Dương giúp đỡ. Sau khi giáo sư Trần và nhân viên công chứng xác nhận kết quả kiểm định, mọi người rộn ràng tán thành kết quả báo cáo. Bây giờ có thể công bố ra ngoài rồi. Thiệu lão ra cười nhẹ nhõm, đưa báo cáo cho trợ lý để họ chuyển đến cho Trương Anh. Trương Anh cầm báo cáo trên tay, liền đi ngay ra khỏi phòng thí nghiệm, muốn công bố kết quả này ra bên ngoài. Khi đó, những sinh viên, phóng viên đang đợi bên ngoài sớm đã biết kết quả qua phát sóng trực tiếp. Nhưng bọn họ vẫn đứng ngoài phòng thí nghiệm đợi, vì muốn tận mắt nhìn thấy kết quả được công bố. Cửa lớn phòng thí nghiệm nhanh chóng mở toang, Trương Anh bước ra ra với gương mặt phấn khích, trên tay đang cầm bản báo cáo. Các vị, hiện giờ toàn bộ kết quả kiểm định của mỹ phẩm mỹ thần đều có rồi, tất cả nằm trong báo cáo trên tay tôi. Trương Anh giơ cao tay, bản báo cáo càng thu hút sự chú ý của mọi người. Thiệu lão gia đích thân tiến hành kiểm định, chứng minh toàn bộ sản phẩm mỹ thần đều phù hợp, không có tác dụng phụ gây hại đến da của mọi người. Chuyện mỹ phẩm mỹ thần bị vu khống trước đây, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra, một khi có kết quả rõ ràng tuyệt đối sẽ không lương tay. Lúc đó, tất cả phóng viên nhao nhao mở máy quay phim chụp ảnh, âm thanh tia chớp lia lịa. Lúc này không ai để ý có một con đường, liên tiếp ba biển hiệu của cửa hàng lớn đang thay đổi lại. Cũng chẳng ai biết người nào lại lắm tiền như vậy, một lần gỡ xuống cả ba cửa hàng gộp thành một. Càng không ai biết, cửa hàng mới này sẽ buôn bán thứ gì. Chương 341. Đã gần nửa tháng kể từ khi mỹ phẩm mỹ thần phát sóng trực tiếp kiểm định chất lượng sản phẩm. Trong nửa tháng này, tin tức của tỉnh Tương Tây gần như đều là mỹ phẩm mỹ thần và nội dung phát sóng trực tiếp kiểm định lần này. Nhưng sự chú ý của công chúng cuối cùng cũng có hạn, nên từ tin tức phía trên chuyển sang những tin tức khác. Sự cố hủy hoại nhan sắc của mỹ phẩm mỹ thần mặc dù đã lắng xuống, nhưng ảnh hưởng tạm thời không thể được loại bỏ. Vẫn chưa tìm thấy người đứng sau chỉ đạo mấy người đó sao? Đại sảnh của Trương gia. Lúc này, gần như tất cả con cháu của Trương gia đều tập trung trong sảnh, đặc biệt là nhiều con cháu Trương gia phụ trách mỹ phẩm mỹ thần có sắc mặt căm hận. Sự cố hủy hoại nhan sắc trước đó gần như đã đưa mỹ phẩm mỹ thần vào tình thế khó khăn chồng chất. Nếu không phải Trương Anh có biện pháp khiến chuyện này lắng xuống, thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Nhưng sự việc đã trôi qua nửa tháng, Trương gia vẫn không tìm được mấy người bị hủy hoại nhan sắc hôm đó, cũng không tìm được người chỉ đạo đằng sau bọn họ. Mặc dù mọi người đều biết tất cả những chuyện này chắc chắn có liên quan đến bốn gia tộc lớn, nhưng không có bằng chứng, vu khống, thì có nói gì đều là vô ích. Vẫn chưa, đối phương quá gian xảo, bọn họ chỉ đẩy chuyện này đến đỉnh điểm, sau đó trực tiếp biến mất. Đúng vậy, nếu sớm biết thì lúc đó chúng ta nên cử người theo dõi mấy người đó, xem rốt cuộc bọn họ đi đâu. Giờ nói mấy chuyện này đã quá muộn rồi, điều chúng ta phải suy nghĩ là liệu đối phương có quay trở lại hay không. Đến lúc đó, thủ đoạn của đối phương sẽ không giống như lần này đâu.
Mọi người thảo luận sôi nổi, trên mặt có sự tức giận và tiếc nuối, đồng thời còn hơi lo lắng. Ở đại sảnh, Trương Thái Viêm ngồi trên ghế gia chủ, Trương Luân và Trương Anh đứng hàng đầu trong đám đông. Chuyện này làm không tệ, mặc dù vẫn còn một số khuyết điểm, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Trước mắt chuyện các con cần đề phòng là đối phương sẽ tấn công mỹ phẩm mỹ thần từ các phương diện khác. Trương Thái Viêm trầm giọng nói, ánh mắt ông ấy nhìn vào mặt Trương Anh, khế cười nhẹ. Lần này Trương Anh không chỉ giải quyết nguy cơ của sự cố mỹ phẩm mỹ thần làm hủy hoại nhan sắc, mà còn đưa hình ảnh sản phẩm của mỹ phẩm mỹ thần lên một tầm cao mới. Dẫu sao, mỹ phẩm được Thiệu lão gia kiểm định không có vấn đề, không nghi ngờ gì đây là hiệu ứng quảng cáo vô cùng hiếm có. Vào lúc này, trên mặt Trương Anh không có vẻ kiêu căng, điều này khiến cảm giác trong lòng của Trương Thái Viêm đối với Trương Anh tốt lên nhiều. Thưa bố, trước mắt con cảm thấy ưu tiên hàng đầu của chúng ta bây giờ không phải là lúc truy xét trách nhiệm của đám người bôi nhọ mỹ phẩm mỹ thần đó, với lại chúng ta không nên dồn hết sức lực vào đề phòng người chỉ đạo phía sau. Trương Anh đột nhiên nói, nhìn mọi người xung quanh đang đổ dồn ánh mắt về mình, gương mặt đầy mong chờ, trong lòng ông liền vui mừng. Đây là một chuyện tốt, vẻ mặt của mọi người cho thấy bọn họ đang bắt đầu coi trọng ông, thực sự coi ông là con cháu thế hệ thứ hai của Trương gia, có thể cạnh tranh địa vị gia chủ. Ổn định lại tâm trí, Trương Anh tiếp tục nói, từ thời xưa đến nay, chưa từng có chuyện cả đời phải đề phòng người khác. Hơn nữa, tất cả chúng ta đều biết rằng đằng sau sự cố hủy hoại nhan sắc, chắc chắn không thể thiếu những chuyện khác của bốn gia tộc lớn. Thay vì phí phạm sức lực đề phòng bọn họ, không bằng sắp xếp một phần nhỏ chú ý đến chiều hướng của bọn họ. Còn với phần lớn lực lượng, chúng ta nên nhân cơ hội này ổn định địa vị của mỹ phẩm mỹ thần ở Trường Sa và tỉnh Tương Tây. Sau khi Trương Anh nói xong, liền cười nhìn mọi người, chờ xem phản ứng của bọn họ. Lúc này, tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ. Những lời của Trương Anh khiến bọn họ hơi chấn động, trong đầu còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa. Đây là một ý tưởng rất tuyệt. Đúng vậy, Trương gia chúng ta cũng được xem là đứng thứ hai trong số 5 gia tộc lớn, nhưng nếu cùng lúc chống chọi với 4 gia tộc lớn khác, chắc chắn không phải là đối thủ. Thay vì đề phòng khắp nơi, không bằng chủ động tấn công. Trước mắt, địa vị của mỹ phẩm mỹ thần đã đứng đầu ở Trường Sa, thậm chí là cả tỉnh Tương Tây, nhưng vẫn còn chỗ để phát triển, chúng ta còn chưa hoàn toàn chiếm lĩnh một số thị trường. Đúng vậy, gia chủ, tôi cảm thấy những lời của Trương Anh không sai, cần suy nghĩ trọng điểm. Nhưng trước mắt, quy mô của mỹ phẩm mỹ thần chỉ đến thế, muốn phát triển thêm bước nữa, sợ rằng khó khăn không nhỏ. Ngay tức khắc, mọi người sôi nổi thảo luận, từng người một không ngừng nói ra quan điểm của mình. Cả đại sảnh vô cùng ồn ào náo nhiệt. Thưa bố, con nghĩ ý tưởng của chú hai có phần buồn cười, không tương xứng. Đúng lúc này, Trương Luân đứng ra, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn mọi người, khế giọng hừ một tiếng, rồi trầm giọng nói. Chưa kể đến việc bốn gia tộc lớn sẽ làm những chuyện gì khác với Trương gia chúng ta, chỉ nói trước mắt sự cố hủy hoại nhan sắc của mỹ phẩm mỹ thần đã được giải quyết, nhưng bốn gia tộc lớn sẽ buông tay sao? Lẽ nào chúng ta không đề phòng nổi thì không cần phòng bị luôn à? Ngoài ra, chú hai nói muốn làm lớn mạnh thực lực của mỹ phẩm mỹ thần. Nhưng trước mắt cả toàn tỉnh Tương Tây, mỹ phẩm mỹ thần của chúng ta đã có vị trí hàng đầu trong ngành mỹ phẩm. Còn muốn lớn mạnh như nào nữa, lẽ nào chú hai còn có biện pháp nào hay hơn? Sau khi Trương Luân nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trương Anh, muốn xem Trương Anh còn có thể nói ra thứ gì. Trong một lúc, ánh mắt của những người khác cũng tập trung qua đây. Quả thực những gì Trương Anh nói rất đúng, rất có khí thế khuyến khích mọi người. Cũng khiến trong lòng mọi người phấn chấn, cảm thấy tương lai sẽ rất tốt đẹp. Nhưng bây giờ, ngay tại trước mắt, nguy cơ của Trương gia và mỹ phẩm mỹ thần vẫn chưa được gỡ bỏ. Bọn họ không thể đưa ra quyết định dựa trên lời nói từ một phía của Trương Anh. Ha ha, anh nghĩ nhiều rồi, em đã suy nghĩ vấn đề này từ lâu và đã tìm ra cách, chỉ cần đợi khoảng một tuần nữa, mọi người đương nhiên có thể thấy kết quả. Nhưng lời của anh cũng không sai. Trong tuần này, chúng ta quả thực phải đề phòng ai đó lợi dụng cơ hội công kích. Chuyện này vẫn phải dựa vào các phi. Mọi người im lặng, có người muốn hỏi, nhưng miệng vừa há ra, không biết phải nói gì, cuối cùng cũng chỉ có thể lặng lẽ ngậm miệng. Trương Anh đã tự tin như vậy, với lại đã nói rằng chỉ cần một tuần sẽ có kết quả. Vậy thì mọi người đương nhiên sẽ đợi một tuần. Được, tôi muốn xem chú có cách gì. Không khí bên trong Trương gia rất nghiêm túc, mọi người cũng không hoàn toàn đoàn kết. Chu Dương cũng không hiểu rõ lắm. Lúc này, khách sạn Khải Nguyên, mọi người tập trung trong phòng của Chu Dương, sắc mặt đều vui vẻ, tràn đầy phấn khích. Chu Tổng, cửa hàng còn vài ngày nữa là có thể hoàn toàn sửa sang xong. Chu Hạo cười lớn nói,
lúc này trong mắt anh ta, Chu Dương y hệt như một vị thần. Những người khác, đặc biệt là những người làm việc trong ngành mỹ phẩm, lúc này từng người một cũng có dáng điệu giống như Chu Hạo. Trước đây bọn họ đã biết một số kế hoạch của Chu Dương, nhưng cụ thể làm sao để thực hiện, thì vẫn còn chút mơ hồ. Tuy nhiên cách đây không lâu, bọn họ bỗng phát hiện Chu Dương vậy mà đã trực tiếp giành được 3 cửa hàng lớn trên một con phố náo nhiệt ở Trường Sa, hơn nữa còn sửa sang 3 cửa hàng lớn này gộp lại với nhau. Cuối cùng, diện tích cửa hàng rộng hơn 1.000 mét vuông, y hệt một trung tâm mua sắm cỡ vừa. Mọi người đều là người thông minh, đương nhiên biết, kể cả công ty như Danh Dương cũng không thể dùng hết cửa hàng lớn như vậy. Vậy thì ngoài công ty Danh Dương, không gian còn lại đương nhiên là của công ty bọn họ. 3 ngày. Thời gian 3 ngày là có thể hoàn toàn sửa sang xong, cộng với việc chúng ta đã bắt đầu điều chỉnh hàng hóa, khoảng 1 tuần là có thể trực tiếp mở cửa. Chu Dương duỗi 3 ngón tay, nhìn mọi người cười nói, trên mặt cũng tràn đầy niềm vui. Mọi người nói chuyện vui vẻ, bầu không khí náo nhiệt. Bọn họ còn chưa biết ở Trường Sa, một cửa hàng lớn như vậy đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Mọi người đều đang nghi ngờ, rốt cuộc là ai có niềm tin lớn đến mức mở cửa hàng to như vậy. Không biết là người địa phương hay là người từ nơi khác đến. Chương 342. Cùng với báo cáo kiểm định của Thiệu lão gia, ảnh hưởng của sự cố mỹ phẩm Mỹ Thần làm hủy hoại nhan sắc đã dần dần nhỏ đi rất nhiều ở Trường Sa, thậm chí là cả tỉnh Tương Tây. Kể từ đó, nhiều người ở Trường Sa bất ngờ phát hiện, mặc dù mỹ phẩm Mỹ Thần vẫn giống như trước, nhưng số lượng người đến mỹ phẩm Mỹ Thần mua mỹ phẩm đã ít hơn trước. Đây là một quá trình từ từ chậm rãi. Ảnh hưởng tiêu cực vừa mới bộc phát, mặc dù đã được làm rõ, nhưng trong lòng khách hàng vẫn còn chút khúc mắc. Nhưng trong nửa tháng qua, nhiều người phát hiện ra trong phố đi bộ nổi tiếng nhất ở Trường Sa, một cửa hàng mặt tiền đã gộp 3 cửa hàng nhỏ lại với nhau, dự tính tổng diện tích là 1.000 mét vuông, đang được sửa sang. Hơn nữa, tốc độ sửa sang cực nhanh, gần như mỗi ngày một tiến độ. Hôm nay đến xem, có thể chỉ trang trí xong trần nhà. Nhưng nếu ngày mai đến xem, khả năng ngay cả gạch lát sàn cũng đã được làm xong. Nhiều người bắt đầu quan tâm đến nó. Dẫu sao, có thể lấy được một cửa hàng lớn như vậy ở nơi này đủ để thấy ông chủ không phải là người bình thường. Tình huống này tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của nhiều phóng viên ở Trường Sa. Ngay sau đó, có nhiều công ty truyền thông bắt đầu đưa tin. Thế nhưng cùng với sự gia tăng các bản tin, vẫn không ai biết thông tin cửa hàng này rốt cuộc làm gì, ông chủ là ai. Có người đầu óc linh hoạt, nghĩ đến việc đi Cục Công Thương kiểm tra thông tin đăng ký. Nhưng Cục Công Thương có thái độ rất nghiêm khắc, hoàn toàn không cho người khác cơ hội dò xét. Lúc này, nhiều người trong Trương gia cũng bắt đầu chú ý. Dẫu sao, một chuyện lớn như vậy, bọn họ không muốn chú ý cũng không được. Vẫn còn 3 ngày nữa, thời hạn 1 tuần sắp hết rồi. Không biết biện pháp mà Trương Anh nói rốt cuộc là gì. Đúng vậy, tôi cũng không biết. Tôi đã hỏi anh ba và anh tư. Nhưng bọn họ cũng không biết gì cả. Trương Anh tự tin như vậy, chắc hẳn có biện pháp của riêng mình, chẳng qua tôi thực sự hơi tò mò, muốn xem rốt cuộc ông ấy có thể nghĩ ra cách gì. Mọi người trong Trương gia thì thầm bàn tán sôi nổi, nhưng bọn họ không biết cha con Trương Anh và Trương Kiệt bây giờ hoàn toàn không có mặt tại Trương gia. Khách sạn Khải Nguyên, Chu Dương mỉm cười, nhìn Trương Anh và Trương Kiệt ngồi trước mặt anh. Hai cha con vừa đến khách sạn liền đi thẳng đến phòng của Chu Dương. Hơn nữa, lần này bọn họ đến trong bí mật, tránh né người Trương gia, đồng thời cũng cải trang để tránh bị nhận ra trên đường. Ha ha, Chu Dương, thật sự không dễ để đến gặp cậu một lần. Bây giờ những phóng viên gần như ở khắp mọi nơi. Một khi phát hiện ra tôi và bố tôi, sợ rằng sẽ khiến cả thành phố ai cũng biết hết. Trương Kiệt cởi ra chiếc áo khoác dày, thở ra một hơi dài, cười nói. Trương Anh ngồi bên cạnh cũng cởi bỏ áo khoác, trên mặt nóng bừng đỏ ửng. Lúc này mới hít thở một chút không khí trong lành. Chính xác, bây giờ không chỉ nhiều người Trương gia đang theo dõi tôi và Trương Kiệt, mà bên ngoài có nhiều phóng viên, người của 4 gia tộc lớn ầm thầm theo sát. Trương Anh thở dài, khẽ mỉm cười, nhìn Chu Dương. Lần này, ông ấy và Trương Kiệt đến đây, chủ yếu là để bàn bạc chuyện hợp tác. Đây cũng chuyện trước đây khi ở Trương gia, ông nói với mọi người. Trước mắt, thời gian 1 tuần đã trôi qua 4 ngày, chỉ còn lại 3 ngày nữa. Chu Dương, chuyện về các phương diện hợp tác trước đây cậu nói, rốt cuộc cậu có dự định gì? Trương Kiệt chủ động lên tiếng hỏi. Lần này, đối với Trương gia mà nói, chính là một cơ hội tuyệt vời, cũng là một cơ hội không thể đánh mất. Một khi nắm bắt được, địa vị của mỹ phẩm Mỹ Thần ở tỉnh Tương Tây sẽ được nâng cao rất nhiều, thậm chí tầm ảnh hưởng trên cả nước sẽ tăng lên không ít.
nhưng một khi Trương gia không đạt được hợp tác với Chu Dương, thì mắt thường cũng có thể nhìn thấy được thiệt hại. Sau khi nói xong, trên mặt Trương Kiệt đã suy tính chuyện thiệt hơn. Cậu ấy biết tính cách của Chu Dương, đã nói ra chắc chắn sẽ thực hiện được. Nhưng trước kia hai cha con Trương Luân và Trương Đào đã đắc tội Chu Dương, bây giờ suy nghĩ thực sự của anh rốt cuộc là gì, Trương Kiệt cũng không biết. Rất có khả năng bởi vì hai cha con Trương Luân và Trương Đào mà Chu Dương sẽ có khoảng cách với Trương gia. Không biết rằng hai người có biết Trường Sa bây giờ có một cửa hàng lớn đã sửa sang xong rồi. Chu Dương không trực tiếp trả lời, mà hỏi một câu khác. Hai người Trương Anh và Trương Kiệt sửng sờ, không biết Chu Dương đột nhiên nói câu này là có ý gì. Thế nhưng, giây tiếp theo, hai cha con nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy chấn động lớn từ trong mắt của người kia. Phố đi bộ phồn hoa nhất ở Trường Sa, một cửa hàng rộng hơn 1.000 mét vuông đã được sửa sang xong, chuyện này đương nhiên không thể tránh khỏi ánh mắt của mọi người. Trương gia cũng sớm nhận được thông tin, trước đây mọi người đều đang đoán ông chủ của hàng là ai, muốn làm gì, nhưng không ai biết. Bây giờ, Chu Dương lại đột nhiên nhắc đến, Chu Dương, cậu sẽ không nói với tôi rằng cửa hàng là của cậu chứ? Trương Kiệt ngạc nhiên, dậm chân đứng lên, bây giờ Trương Anh cũng vô cùng kinh ngạc, ánh mắt sáng rực nhìn Chu Dương, chờ đợi câu trả lời của anh. Không sai, cửa hàng đã được mua dưới tên của công ty Danh Dương. Với lại chi nhánh công ty Danh Dương ở tỉnh Tương Tây cũng đã được thành lập. Tôi chuẩn bị sử dụng cửa hàng đó như một cứ điểm, phát triển thị trường ở tỉnh Tương Tây. Chu Dương nhìn vẻ mặt và biểu hiện của hai người, trong lòng đã có ý nghĩ đại khái. Mặc dù trong lòng đã chuẩn bị xong từ sớm, nhưng chính tay nghe thấy Chu Dương thừa nhận, hai người Trương Anh và Trương Kiệt vẫn bị chấn động. Cửa hàng đó được chọn trên phố đi bộ phồn hoa nhất, chỉ với phí bình thường đã hơn 200 triệu, bên trong còn các chi phí cao khác, không ai biết được. Chu Dương thực sự đã bỏ vốn liếng. Lẽ nào anh cho rằng các sản phẩm của công ty Danh Dương có thể đứng vững ở tỉnh Tương Tây, nhanh chóng mở rộng sao? Trước đây Chu Dương đã không nói chuyện này với Trương gia. Đây rõ ràng là hành động riêng của Chu Dương. Nhưng mà, cậu, Trương Kiệt muốn nói điều gì đó, nhưng khi lời nói đến bên miệng, cậu ấy vẫn lựa chọn im lặng. Chu Dương trước kia quả thực từng nói muốn giúp đỡ Trương gia của mình chống lại bốn gia tộc lớn khác, nhưng không hề nói rằng hoàn toàn chỉ vì Trương gia. Tại Trường Sa đánh Giang Bắc tàn phế, có được mối liên hệ với Trần Gia, từ đó kết nối Trần Gia với Trương Gia, đây chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Chu Dương có suy nghĩ và sắp xếp của riêng mình. Thậm chí còn xung đột với kế hoạch ban đầu của Trương Gia. Tôi biết các người muốn hỏi gì. Mặc dù công ty Danh Dương xác định muốn tiến vào thị trường tỉnh Tương Tây, nhưng trước đây tôi từng nói, muốn giúp đỡ Trương Gia, cho nên chúng ta có thể hợp tác. Chu Dương cười nói, anh biết Trương Gia. Đặc biệt là suy nghĩ bây giờ của hai cha con Trương Anh và Trương Kiệt. Nhưng anh không thể chỉ vì tình bạn mà bỏ qua một cơ hội tuyệt vời như vậy để tiến vào thị trường tỉnh Tương Tây. Ngoài công ty Danh Dương, mỹ phẩm mỹ thần của Trương gia, còn có một số công ty mỹ phẩm của Đông Hải, cũng sẽ cùng nhau hợp tác. Kế hoạch cụ thể sẽ chờ mọi người đến đủ, tôi sẽ giải thích chi tiết cho các người. Chu Dương vừa dứt lời, liền bảo Ngưu Xuyên tập trung mọi người lại, thảo luận về việc bố trí tiếp theo. Chương 343. Cuộc thảo luận bàn bạc diễn ra rất thuận lợi, mặc dù sắc mặt của Trương Anh và Trương Kiệt nhìn có chút khó coi, đặc biệt là Trương Anh, có thể nói là nhìn ông trông trầm mặc như nước. Thế nhưng những người khác, các công ty mỹ phẩm khác ở Đông Hải, ai cùng vui vẻ đến mức kích động. Chuyện bọn họ cực kỳ mong đợi, cuối cùng đã rén. Kế hoạch chung được bố trí cụ thể như sau, công ty Danh Dương và công ty mỹ phẩm mỹ thần của Trương gia sẽ trở thành đối tác làm ăn chiến lược. Khai thác thị trường tỉnh Tương Tây. Những gì mọi người cần làm, chính là toàn lực phối hợp với nhau. Chu Dương vừa nói vừa vung tay, phong thái vô cùng tự tin. Nhìn bộ dạng vung tay như chỉ điểm giang sơn của Chu Dương, những người đến từ Đông Hải ai ai cũng vô cùng phấn khích reo hò. Hai cha con Trương Anh và Trương Kiệt, trong lòng cũng thấy hào hứng. Mặc dù vẫn còn chút khúc mắc, nhưng viễn cảnh Chu Dương về nên cho mọi người thật sự là quá mê hoặc. Đặc biệt là nghĩ đến cảnh hai dự án chủ đạo của công ty Danh Dương, dự án làm trắng da chống lão hóa và dự án Tân Chu, là bọn họ lại như được tiếp thêm sức mạnh. Sau khi về đến Trương gia, bọn họ cũng có thứ để báo cáo. Tiếp theo, trong 3 ngày trước khi bắt đầu mở cửa, đội ngũ truyền thông của chúng ta cũng cần nhanh chóng triển khai. Chú Trương, truyền thông của Trương gia dẫn đầu cả tỉnh Tương Tây, vì thế, hoạt động này chủ yếu là sẽ dựa vào mọi người. Chu Dương cười nói. Điều này rất bình thường, cứ giao cho Trương gia chúng tôi. Bây giờ chúng tôi sẽ quay về chuẩn bị trước, Trương Anh nói xong, cùng Trương Kiệt quay về Trương gia. Rất nhanh sau đó,
lực lượng của ngành truyền thông bên Trương gia đã nhanh chóng hành động. Lúc này, toàn bộ Trường Sa, thậm chí là tất cả mọi người ở tỉnh Tương Tây đều bất ngờ phát hiện, gần như tất cả các hãng truyền thông đều đưa một loại tin tức giống nhau. Đó là tin tức về một cửa hàng rất lớn trên con phố đi bộ ở Trường Sa, sau 3 ngày nữa sẽ khai trương. Chờ đến khi mọi người chứng kiến rõ ràng sản phẩm cửa hàng này bán là gì, chắc hẳn bọn họ sẽ trợn tròn mắt vì kinh ngạc, tâm trí không ngừng chấn động. Trường Sa, kha kha kha, mọi người nhìn rõ chưa, công ty Danh Dương muốn tiến vào tỉnh Tương Tây. Hai sản phẩm mỹ phẩm chủ chốt của bọn họ sẽ có mặt ở thị trường Trường Sa này. Quá tốt, từ sớm đã nghe tới hiệu quả rất tốt của mặt nạ dưỡng trắng da và sữa rửa mặt Tân Chu của công ty Danh Dương, nhưng bọn họ lại chỉ tập trung bán ở Đông Hải, chứ không bán ở những thị trường khác. Không ngờ rằng bọn họ rời vùng đất Đông Hải, đến chỗ Tương Tây chúng ta. 3 ngày sau, có vẻ chúng ta sẽ bị cướp mất thị trường rồi. Nghe nói hồi đó ở Đông Hải, một ngày bán được cả chục ngàn bộ mỹ phẩm ha ha. Tôi muốn cùng bạn bè đối tác tham quan một vòng, để bọn họ và các bạn học của tôi ngưỡng mộ một chút. Trên mạng, tất cả các diễn đàn mỹ phẩm lớn đều bàn luận vô cùng sôi nổi. Oa oa oa, có người bạn nào ở tỉnh Tương Tây không? Sao thế, hả, chẳng nhẽ mọi người không biết, hai sản phẩm chủ đạo của công ty Danh Dương có mặt ở Tương Tây rồi, về sau người ở Tương Tây chỉ cần ngồi nhà cũng có thể mua được. Gì cơ, tại sao công ty Danh Dương không tới Hà Bắc để mở rộng thị trường nhỉ? Gì cơ, tại sao công ty Danh Dương không đến tỉnh Hắc? Gì cơ, tại sao công ty Danh Dương không đến thủ đô? Diễn đàn nào cũng sôi động từ sớm. Từ khi hai sản phẩm mỹ phẩm chủ đạo của công ty Danh Dương ra mắt thị trường đến nay, tất cả những người ở Đông Hải lên mạng vẫn không ngừng khoe khoang, khiến cho cộng đồng mạng khắp cả nước đều ngứa ngáy trong lòng, nghĩ ra mọi cách nhờ người ở Đông Hải mua hộ. Bọn họ một mực cho rằng, công ty Danh Dương sẽ cắm rễ ở Đông Hải, không chịu phát triển ở nơi khác. Bây giờ công ty Danh Dương lại muốn đến Tương Tây thành lập chi nhánh. Điều này làm cộng đồng ở Tương Tây vô cùng mừng rỡ, khiến cho những người tỉnh khác hết sức ghen tị. Giang gia, sảnh tiếp khách. Lúc này, Dư Hòa bên Dư gia, Đỗ Văn bên Đỗ gia, Đường Văn Trung bên Đường gia, còn có cả Giang Hành Nguyên bên Giang gia, sắc mặt ai nấy đều tối sam. Hừ, tôi thật sự không hiểu, có ai biết tại sao đột nhiên lúc này công ty Danh Dương lại nhúng tay vào Tương Tây, thậm chí là hợp tác với Trương gia không? Đường Văn Trung vốn là người tính khí nóng nảy, nhất thời không nhịn được bực tức, đấm mạnh xuống bàn rồi bất thình lình nóng nảy quát lớn. Ông ta thật sự không hiểu nổi, công ty Danh Dương này từ đâu dám xuất hiện, thậm chí còn thu hút sự chú ý lớn như vậy. Đến mức bây giờ chỉ cần ra ngoài, là ông ta có thể nghe được mọi người bàn tán chuyện này. Dư Hoa và Đỗ Văn nhìn nhau, từ ánh mắt đối phương đều thấy rõ sự nghi hoặc. Dư gia, Đỗ gia và Đường gia khai thác rất triệt để mảnh đất màu mỡ Tương Tây. Thế nhưng những sản nghiệp chính của gia tộc bọn họ không có ngành mỹ phẩm, vì thế cũng không có chút hiểu biết gì về công ty Danh Dương. Giang Hành Nguyên lúc này sắc mặt rất khó coi, vì ông ta biết rõ lai lịch công ty Danh Dương. Trong công ty Danh Dương có người là bạn học của Trương Kiệt bên Trương gia, có khả năng bọn họ đã sớm liên lạc với nhau. Giang Hành Nguyên lạnh lùng nói, vậy công ty Danh Dương này thực lực như thế nào? Dư Hoa không kìm được liền hỏi, mang tài liệu tới đây. Giang Hành Nguyên nhìn những anh em con cháu Giang gia đứng bên cạnh, rồi lập tức mở máy tính, tìm kiếm mọi thông tin về công ty Danh Dương. Lúc này, những thông tin về công ty Danh Dương, tất cả đều hiện rõ trước mặt. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Đáng ghét, buổi khảo sát truyền hình trực tiếp mà Trương gia hồi trước sử dụng là được mượn từ công ty Danh Dương. Đường Văn Trung cực kỳ bực tức, nắm tay đấm xuống bàn. Ông ta thấy rõ ràng. Trước đây công ty Danh Dương cũng từng bị ảnh hưởng từ chuyện hủy hoại nhan sắc, biện pháp mà công ty này dùng để ứng phó, chính là truyền hình trực tiếp buổi kiểm định. Nhiều người sau khi xem xong, thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc lúc trước bọn họ còn cho rằng cái công ty Chu Dương này tự nhiên dám xuất hiện chẳng là gì cả, thậm chí sở hữu một cửa hàng to như vậy, cũng chỉ là thủ đoạn khoe khoang của mấy gã nhà giàu mới nổi. Thế nhưng, sau khi thấy một loạt các thông tin về công ty Danh Dương, nhất là hiểu rõ vị thế của công ty này, sắc mặt ai nấy trong nháy mắt đều tối sầm lại. Đến cả Dư Hoa cũng lộ ra vẻ trầm tư hiếm thấy. Bọn họ không một ai ngờ rằng, công ty Danh Dương này lại có quy mô lên đến 10 mấy tỷ. Hơn nữa, dựa vào hai dự án trắng da chống lão hóa và dự án Tân Chu, quy mô của Danh Dương sẽ không ngừng mở rộng. Bây giờ, tiến vào thị trường Tương Tây, chỉ là điểm xuất phát đầu tiên. Giang Hành Nguyên, kế hoạch dự phòng anh chuẩn bị, nên nhanh chóng sử dụng đi. Nếu không, khi công ty Danh Dương này có chỗ đứng vững ở Tương Tây,
chắc chắn là vô cùng có lợi cho Trương gia. Đến lúc đó, muốn đối đầu với Trương gia, e là không còn dễ dàng như này đâu, Đỗ Văn lạnh lùng nói. Dư Hoa và Đường Văn Trung liên tục gật đầu đồng tình. Tôi biết rồi, Giang Hành Nguyên sắc mặt trầm ngâm, gật đầu đáp lời, ngay sau đó lập tức rời đi để chuẩn bị. Trương gia, lúc này, người bên Trương gia vẫn vô cùng chấn động. Tức giận có, mừng rỡ có, hoài nghi cũng có. Công ty danh Dương tiến quân vào Tương Tây, hợp tác với Mỹ phẩm Mỹ Thần, kết quả cụ thể ra sao không biết, người Trương gia cũng không đoán được liệu kết quả cuối cùng như thế nào. Trương Anh sao có thể tự tiện tới vậy? Đúng thế, chuyện lớn như vậy, phải nên báo cáo lại ngay, vậy mà ông ta lại làm gì kia, có còn coi Trương gia ra cái gì nữa không? Hừ, tôi đã sớm biết rồi, tên Trương Anh này, tuyệt đối không chịu sống dưới sự chỉ đạo của người khác ở Trương gia. Ông ta chắc chắn muốn nhân cơ hội này để tạo ấn tượng sâu sắc trước mặt gia chủ, tăng chắc phần thắng cho cuộc tranh đua vị trí gia chủ này. Tôi không thấy thế, căn cứ vào thực lực hiện tại của công ty danh Dương, điều này có thể là chủ ý của bọn họ. Các ông đừng quên, Chu Dương là người của công ty danh Dương, mà cậu ta cũng đâu có quan tâm chúng ta đánh giá cậu ta như nào đâu. Đúng vậy, không sai, chỉ là, bây giờ chúng ta cần phải làm gì? Nếu Trương Anh đã làm như vậy, mà hợp tác với công ty danh Dương cũng là ý định không tệ. Tôi thấy chúng ta nên hỗ trợ Trương Anh. Lúc này, tỉnh Tương Tây vô cùng nhộn nhịp, rất nhiều người thậm chí còn tự mình đến tận cửa hàng để xem. Thời gian trôi qua rất nhanh, vèo cái đã hết 3 ngày. Thứ hai, ngày mới bắt đầu. Chính thức mở cửa hàng của công ty danh Dương tại Trường Sa chấn động cả thành phố. Chương 344. Thứ hai, 10 giờ sáng. Phố đi bộ sang trọng nhất Trường Sa lúc này đã tấp nập người qua, nhộn nhịp náo nhiệt. Cửa hàng trụ sở của công ty danh Dương đông nghịt người vây quanh. Nếu không nhờ có Chu Dương đã sớm dự tính chuẩn bị, mời một công ty bảo vệ, thêm cả triệu binh từ Đông Hải tới, e là không kiểm soát được sự đám đông đang vô cùng háo hức nóng lòng kia. Rất nhiều phóng viên nhà báo xung quanh cũng thầm thán phục. Bọn họ đều biết đến năng lực của công ty danh Dương, cũng nhận thức được vị trí của công ty danh Dương trong lòng công chúng là không hề thấp. Thế nhưng bọn họ cũng không ngờ rằng công ty danh Dương lại nhận được sự ủng hộ hoan nghênh đến vậy. Không chỉ ở Đông Hải, thậm chí cả Trường Sa cũng như thế. Cửa hàng trụ sở 3 ngày trước đã sửa sang hoàn tất. Dựa vào thiết kế cửa hàng trụ sở ở Đông Hải của công ty danh Dương, kết hợp với thiết kế mới, cửa hàng được cải tạo lại một cách hoàn chỉnh. 6 cánh cửa hoàn toàn là cửa tự động, bước vào trong cửa hàng là khu vực dùng thử rộng đến hàng trăm mét vuông. Bên trong không chỉ có hai sản phẩm chủ đạo của công ty danh Dương, mà còn có mỹ phẩm của công ty Mỹ Thần, có cả các sản phẩm khác của các công ty ở Đông Hải. Mỗi khách hàng đều có thể vào khu dùng thử. Nếu cảm thấy phù hợp da hoặc da bị kích ứng, có thể lập tức phản hồi và lựa chọn mỹ phẩm phù hợp với da. Xung quanh khu dùng thử là khu vực mua sắm rộng hơn 700 mét vuông có đầy đủ các loại mỹ phẩm với đủ mọi chủng loại. Gần khu vực cửa trong cửa hàng, có một khu văn phòng rộng khoảng 100 mét vuông. Bên cạnh là khu nghỉ ngơi nhỏ. Nhân viên tại cửa hàng trụ sở, nhân viên tại các chi nhánh, còn có đại diện của các nhãn hàng cũng đều làm việc ở đây. Lúc này, Chu Dương, Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc, Trần Thế Hào, Tô Vĩ, Chu Hạo, Vương Đại Lục, Trương Anh và Trương Kiệt đều đứng ở trước cửa hàng trụ sở, chờ cắt băng khánh thành. Máy ảnh của các phóng viên bấm tách tách lia lịa. Trời ơi, đúng là sản phẩm của công ty danh Dương, tốt quá đi. Từ lâu tôi đã muốn mua rồi. Sản phẩm lúc trước đi Đông Hải mua đã nhanh chóng dùng hết. Đúng vậy, công việc bận rộn, bọn tôi chẳng có thời gian đến Đông Hải mua đồ, mà cũng không có cách nào để mua nữa, trong lòng hâm mộ chết đi được. Bây giờ có cửa hàng trụ sở giao hàng tận nơi, cuối cùng cũng mua được rồi. Không biết bọn họ có chuẩn bị đủ số mỹ phẩm không? Tôi nghe nói, ngày đầu tiên khai trương ở Đông Hải, họ bản được tận 10.000 bộ, đợi khai trương xong, tôi sẽ lao ngay vào, hôm nay phải mua được 10 bộ. Ha ha. Tôi muốn mua 3 bộ để tặng bạn bè. Tôi cũng thế, tôi mua 6 bộ, 66 con số thuận lợi, chắc chắn sẽ làm bạn gái tôi vui lắm. Nói không chừng tối nay lại có cơ hội, ha ha. Chu Dương nhìn từng làn người nườm nượp nhấp nhô như thủy triều, trong lòng vô cùng phấn khích. Anh biết, hôm nay nhiều người tới như vậy, không chỉ nhờ đến việc quảng bá, mà phần lớn là nhờ danh tiếng của công ty danh Dương tại Đông Hải nhận được sự công nhận từ mọi người. Về vấn đề số lượng hàng hóa đang khiến nhiều người lo lắng, Chu Dương không hề quan ngại. Từ khi sửa sang xong, 3 ngày liên tiếp, anh đã cố gắng hết sức để điều hàng hóa từ Đông Hải đến đây. Trong 3 ngày, điều đến được 20.000 bộ mỹ phẩm,
mặt nạ trắng da chống lão hóa và sữa rửa mặt Tân Chu cũng chuyển đến 10.000 bộ. Hơn nữa, vào giờ phút này, xe và tàu vận chuyển sản phẩm đang trên đường tới, sẽ liên tục cung cấp sản phẩm, đảm bảo đầy đủ lượng cung ứng cho toàn tỉnh Tương Tây. 10 giờ đúng, dưới sự hoan nghênh của toàn dân, Chu Dương, Thẩm Bích Quân và Trương Anh là lãnh đạo, đứng ra chủ trì nghi thức cắt băng khánh thành. Mọi người, tôi xin tuyên bố, cửa hàng trụ sở tại tỉnh Tương Tây của công ty Danh Dương, chính thức mở cửa. Chu Dương dõng dạc tuyên bố, vừa dứt lời anh lập tức đứng sang một bên, những bảo vệ được bố trí bắt đầu ổn định trật tự. Chỉ trong nháy mắt khi Chu Dương vừa dứt lời, toàn bộ người đứng ngoài cửa hàng vội vàng lao vào bên trong. Nhưng nhờ Chu Dương đã chuẩn bị đầy đủ, ở ngoài cửa bố trí một biện pháp để thuận tiện việc lưu thông. Tất cả những người muốn đi vào cửa hàng trụ sở, đều phải đi qua một lối dẫn cong cong dài khoảng 10 mét. Lối đi cong cong này cực kỳ hiệu quả trong việc giữ trật tự cho đoàn người đi vào, tránh xảy ra trường hợp chen lấn xô đẩy nhau. Dù vậy, khoảng 100 người đầu tiên chỉ trong 10 phút đã tiến được vào trong cửa hàng. Lúc này, các thiết bị bên trong cửa hàng, còn có khu dùng thử cực kỳ rộng rãi hiện ra trước mắt khiến bọn họ vô cùng choáng ngợp. Trời ơi, chỗ này là đâu vậy? Diện tích rộng quá, đây thật sự là khu dùng thử ư? Tôi từ trước tới giờ chưa bao giờ nhìn thấy bài trí nào như này cả. Đúng vậy, thật sự quá kinh ngạc. Chẳng lẽ chỗ diện tích của cửa hàng này không mất tiền trả sao? Nực cười, công ty Danh Dương nhiều tiền như vậy. Nghe nói bọn họ một ngày tiền bán hàng thu về cả 100 triệu, chỗ diện tích này đã là gì? Không sai, chúng ta là nhóm người đầu tiên, còn không mau tranh thủ thời gian tận hưởng khu dùng thử, còn định chờ tới bao giờ nữa? Đúng thế, mau xông lên. Những người này không phải là chưa bao giờ nhìn thấy khu dùng thử của cửa hàng trụ sở, thế nhưng diện tích khu này lên đến 100 mét vuông, thực sự bọn họ không thể ngờ tới. Sững sờ một lúc, đến khi bọn họ phát hiện đằng sau lưng mình không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm vài chục người khác, tâm tình lại kích động, không thể kiên nhẫn thêm mà lập tức chạy đến khu dùng thử. Những người đang xếp hàng ở phía sau lại càng ghen tị. Tiếng hò reo ở đằng trước vang lên không ngớt, khiến bọn họ vô cùng tò mò, chỉ muốn lập tức trực tiếp lao vào bên trong. Nhìn thấy khách hàng cuống cuồng như thể phát điên như vậy, nhà báo phóng viên ai ai cũng há hốc mồm kinh ngạc, thậm chí còn quên mất ghi lại cảnh này. Một khi được gửi đi, chắc chắn đây sẽ là tin tức nóng hổi. Nhóm Chu Dương ai cũng nở nụ cười trên khuôn mặt, bọn họ vốn đã dự tính trước đến cảnh tượng này. Chưa nói đến độ hot của dự án sản phẩm làm trắng da và chống lão hóa từ nửa năm trước, cho đến dự án Tây Chu gần đây. Sữa rửa mặt Tân Chu vừa tung ra thị trường, cảnh tượng ở Đông Hải lúc đó cũng chẳng khác chỗ này là bao. Thế nhưng, Trương Anh, Trương Kiệt và mấy người bên Trương gia đứng bên cạnh, biểu hiện kinh ngạc cũng chẳng khác gì đám phóng viên nhà báo. Bọn họ vốn cũng đã tưởng tượng cảnh công ty Danh Dương được hoan nghênh như nào, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý chứng kiến sự bùng nổ trong hôm nay. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn vượt quá sự dự tính của mấy người Trương gia. Sự bùng nổ này, những công ty mỹ phẩm khác không thể nào so sánh được. Thậm chí, mỹ phẩm mỹ thần của Trương gia đứng trước cảnh nhốn nháo rầm rộ như này, cũng chẳng khác gì một công ty nhỏ bé vô danh. Lúc này, tại một khách sạn cách cửa hàng trụ sở không xa. Dư Hoa, Đỗ Văn, Đường Văn Trung là Giang Hành Nguyên nhìn qua cửa sổ, thấy khung cảnh rầm rộ chưa từng có, sắc mặt vô cùng khó coi. Sao có thể nhận được sự hoan nghênh như thế này? Chẳng nhẽ toàn bộ dân chúng ở Trường Sa đều tới cả sao? Dư Hoa nhíu chặt chân mày, cảm thấy phán đoán lúc trước của bọn họ về công ty Danh Dương có vấn đề. Tình hình bây giờ, khác hoàn toàn với dự tính của bọn họ, thậm chí có thể nói là vượt quá dự liệu. Khung cảnh này, cả tứ đại gia tộc, không gia tộc nào có thể tự mình đạt được. Thậm chí, dự án tử đại gia tộc hợp tác với nhau, may ra có thể miễn cưỡng so bì. Thế nhưng, đây cũng là khả năng, chứ không phải là chắc chắn. Chúng ta tính toán sai rồi. Thực lực công ty Danh Dương này hoàn toàn khác với những gì chúng ta chứng kiến trước đây. Không cần kể đến công ty Danh Dương và mỹ phẩm mỹ thần bên Trương gia, bên trong chắc chắn còn rất nhiều công ty mỹ phẩm khác, thậm chí có thể toàn bộ đều từ Đông Hải đến. Đỗ Văn nheo mắt trầm giọng nói. Giang Hành Nguyên, không thể sơ suất thêm nữa, bây giờ chúng ta phải hành động ngay. Chương 345. Yên tâm. Trong đầu tôi đã có dự tính, mọi người cứ chờ xem kịch vui sắp tới đi. Giang Hành Nguyên sắc mặt bớt cao có, trầm giọng đáp lời. Nói xong, ông ta thu hồi ánh mắt, đáy mắt thoáng qua sự xảo quyệt, trong lòng cười thầm. Đúng là ông ta đã thầm toan tinh kế hoạch, hơn nữa, kế hoạch này không phải mình ông ta dự liệu, còn nhiều người khác chủ động tham gia. Tốt, để xem chúng ta đều thấy,
cả ngành mỹ phẩm đều giao phó cho Giang Hành Nguyên, chúng ta nên tập trung đánh vào ngành truyền thông của Trương gia. Dư Hoa hờ hững nói, như thể chỉ cần một tích tắc là có thể quyết định đến sự sống chết của đối thủ. Không sai, lần này, ngành truyền thông của Trương gia cũng phát huy vai trò không hề nhỏ. Nếu không, một công ty không có chỗ đứng như Danh Dương, làm sao có thể chỉ trong một thời gian ngắn tạo ra được chấn động lớn như này? Đỗ Văn hoàn toàn đồng tình. Trước mắt, ngành truyền thông ở Tương Tây, gia tộc Trương gia là độc quyền. Năng lực Đường gia chúng tôi có thể đối đầu lại vị trí nhất nhì này. Chuyện này, để tôi đi chuẩn bị. Đường Văn Trung lạnh lùng đáp. Ngành truyền thông ở cả tỉnh Tương Tây, Trương gia chắc chắn chiếm vị trí số 1, thế nhưng cũng không phải là không có ai dám đối đầu, Đường gia là một trong số đó. Hơn nữa Dư gia, Đỗ gia và Giang gia, ít nhiều cũng có chút lực lượng. Những gia tộc này kết hợp với nhau, là có thể đủ năng lực để gay gắt đối đầu với Trương gia. Không ai biết trong khách sạn này đang bàn bạc thảo luận. Lúc này, sự chú ý của tất cả mọi người đều đổ dồn lên cửa hàng trụ sở của công ty Danh Dương. Mọi người không chỉ sốc trước sự náo nhiệt vào ngày khai trương, mà còn đang ngóng chờ doanh số bán hàng của hôm nay là bao nhiêu. Thực sự quá điên rồ, tôi từ trước đến giờ chưa bao giờ chứng kiến một cửa hàng khai trương lại có thể gây chấn động đến như vậy. Đúng thế, không trách sản phẩm của công ty Danh Dương sao mà khó mua vậy, nhìn kiểu dáng là đoán được ngay không sai. Tôi nghe người bạn bên Đông Hải nói, ở Đông Hải, lúc bắt đầu bán, sản phẩm của công ty Danh Dương căn bản là mua không kịp, về sau mới từ từ chậm lại. À, công ty Danh Dương tiến quân vào ngành mỹ phẩm Tương Tây, không biết là phúc hay là họa. Lúc này, tại cửa hàng trụ sở, khu dùng thử hàng trăm mét vuông đã đông nghịt người. Không ít khách hàng đang dùng thử sản phẩm, mà sau lưng họ có đến vài người nữa đang xếp hàng. Khi dùng thử xong, những người tìm được sản phẩm ưng ý, đều tiến vào khu mua sắm, lấy một số lượng lớn hàng hóa. Trong đó, hai mặt hàng chủ đạo của công ty Danh Dương và sản phẩm của mỹ phẩm Mỹ Thần bán được nhiều nhất. Nhưng dù vậy, mỹ phẩm Mỹ Thần vẫn tụt ở phía sau khá nhiều. Tôi muốn mua 10 bộ mặt nạ trắng da chống lão hóa. Cho tôi 6 tuýp sữa rửa mặt Tân Chu. Tôi muốn mặt nạ Mỹ Thần, với cả mặt nạ trắng da chống lão hóa nữa, may quá, mua được rồi. Lần này bạn gái nhất định sẽ vui lắm đây. Thời gian trôi qua nhanh, chẳng chốc trời đã dần thế nhưng sự náo nhiệt và ồn ào bên trong cửa hàng vẫn không hề giảm. Tối, ngược lại, đến tối, nhiều người đi làm được tan ca, họ có thời gian liền vào đây xem thử. So với ban ngày, số người không những không giảm, mà còn tăng lên không ít. Cảnh tượng này, khiến ai nhìn thấy cũng phải há hốc miệng vì kinh ngạc. Thông thường mà nói, một cửa hàng dù có được hoan nghênh cỡ nào, số lượng khách sẽ có một mức cao nhất, khi qua mức cao nhất đó rồi, thì số khách sẽ giảm dần xuống. Thế nhưng tình cảnh bây giờ, số khách trong cửa hàng này căn bản không hề có dấu hiệu giảm sút. Không chỉ khiến người đi đường kinh ngạc, nhà báo phóng viên kinh ngạc, mà đến cả những cửa hàng nằm xung quanh phạm vi cửa hàng cũng kinh ngạc không kém, thậm chí không ít người nhìn thấy khách hàng tới tới lui lui thì đỏ mắt ghen tị. Vì đây đều là khách hàng, đều là tiền cả. Tại sao những người này không tới cửa hàng của họ chứ? Khu làm việc ở cửa hàng trụ sở. Lúc này không ít nhân viên đang làm việc bên trong, đang điều phối sản phẩm, hoặc là đang đứng quảng bá. Sự ồn ào từ khu làm việc truyền tới huyên náo mãi không dứt. Chu Dương và những người khác đang ở khu làm việc. Nhìn xem, hôm nay nhất định có lượng tiêu thụ vô cùng bùng nổ đây. Trương Anh hết sức phấn khích, nụ cười trên khuôn mặt không dứt. Mặc dù ông biết, rất nhiều người đến đây là vì hai sản phẩm chủ lực của công ty Danh Dương, thế nhưng sản phẩm của mỹ phẩm Mỹ Thần cũng bán được rất nhiều. Đây là cục diện hai bên cùng có lợi. Không cần nóng lòng, đợi thống kê xong là sẽ biết thôi. Theo tôi thấy, vẫn chưa bằng doanh thu bán hàng một ngày ở Đông Hải. Chu Dương dửng dưng nói. Thị trường Đông Hải có quy mô lớn bằng cả tỉnh Tương Tây, nhưng cửa hàng này chỉ nằm ở Trường Sa, hiển nhiên không thể so sánh như vậy. Tôi tin là, chỉ cần từ từ tiến bộ, có chỗ đứng vững chắc ở Trường Sa, sau đó lần lượt khai thác thị trường ở Tương Tây, tương lai chắc chắn sẽ không thua kém Đông Hải. Trương Kiệt đảo mắt, nghe câu nói nhàn nhạt vô vị của Chu Dương, cảm thấy hơi khó chịu. Cả cửa hàng trụ sở hôm nay, sản phẩm của công ty Danh Dương bán tốt nhất, bọn họ từ sớm đã ngưỡng mộ. Thế nhưng lúc này, Chu Dương lại có chút bất mãn. Đổi lại là bọn họ, nếu không kiềm chế, giờ này đã sớm mở hội ăn mừng. Trời càng lúc càng tối, đã tới 11 giờ đêm, lượng khách cuối cùng cũng bắt đầu giảm. Thời gian làm việc bình thường ở cửa hàng trụ sở là 10 giờ tối, thế nhưng vì hôm nay là ngày đầu tiên khai trương. Tình huống đặc biệt, nên mọi người đều tăng ca làm thêm đến tận bây giờ.
11 rưỡi, dưới sự chỉ đạo của Chu Dương, nhân viên của cửa hàng trụ sở bắt đầu hướng dẫn khách ra về một cách có trật tự. Tròn 12 giờ, tất cả khách hàng mới về hết, cả cửa hàng trụ sở chỉ còn mỗi nhân viên. Lúc này, tất cả mọi người đều im lặng bất thường, trật tự nhìn nhóm người Chu Dương đi ra từ khu làm việc. Những nhân viên này, trừ những người đến từ Đông Hải được Chu Dương bổ nhiệm làm lãnh đạo, còn lại đều là người bản địa ở Trường Sa. Lúc này, tất cả nhân viên đều nhìn Chu Dương với ánh mắt phấn khích và kinh nể. Bọn họ hoàn toàn không ngờ, chỉ ngày đầu khai trương, đã rầm rộ như thế này. Mọi người nhìn tôi làm gì vậy? Hôm nay chúng ta đóng cửa ở đây, bây giờ sẽ thống kê lại chiến tích ngày hôm nay một chút. Cái này không lẽ là tôi làm sao? Chu Dương vui vẻ trêu đùa. Nói thật thì anh cũng vô cùng tò mò, số liệu tiêu thụ cả ngày hôm nay bán được bao nhiêu sản phẩm, mà trong đó, sản phẩm của công ty Danh Dương chiếm bao nhiêu. Tiếng cười vừa dứt, mọi người lại im lặng, ánh mắt hồi hộp nhìn lượng thống kê cuối cùng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cứ mỗi tích tắc, đối với những người ở đây mà nói, đều như một loại cực hình. Bọn họ hận vì không thể ngay lúc này biết được chiến tích bán hàng hôm nay. Có rồi, có kết quả rồi, đột nhiên. Nhân viên tài vụ phụ trách tài chính hộ lớn, khuôn mặt đờ đẫn, thậm chí ánh mắt thể hiện rõ sự không tưởng tượng nổi. Cái gì thế? Kết quả thế nào? Mau nói đi, làm cái gì thế? Không nói còn chờ cái gì? Nhất thời tất cả nhân viên đều hò hét ầm ĩ. Chu Tổng, mời anh xem. Nhân viên tài vụ hoàn hồn sực tỉnh, lập tức đưa máy tính đến trước mặt Chu Dương, trên màn hình là một dãy số liệu. Những người bên cạnh Chu Dương đều cố dài cổ nhìn, ánh mắt vô cùng mong đợi. Cuối cùng, bọn họ cũng thấy được số liệu, im lặng, yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh, không có ai nói gì, tất cả mọi người như thể đều nhìn thấy cái gì khiến cho tâm trí hoảng sợ, toàn bộ đều bất động đứng im, nhìn nhân viên tài vụ trước mặt với cùng một biểu cảm. Chu Tổng, lúc này, một nhân viên đến từ công ty Danh Dương ở Đông Hải đều đến đây làm, nhỏ giọng hỏi. Mọi người tự mình xem đi, chú ý nhỏ giọng một chút, Chu Dương mỉm cười, đưa máy tính cho người khác. Toàn bộ nhân viên ai cũng chen qua để nhìn. Nhất thời, tất cả mọi người như thể bị yểm bùa cố định thân thể. Ai cũng trợn mắt há hốc miệng, ngây ngốc đứng im. Không phải là tính nhầm chứ. Lúc lâu sau, không biết ai nhỏ nhẹ nói một câu, phá vỡ bầu không khí im lặng. Thật sự là điên rồi. Không dám tin nổi nữa. Đây là chiến tích của hôm nay sao? Quả đúng như tôi dự liệu mà thế này không phải quá khoa trương rồi sao? Ha ha. Tôi còn tưởng hôm nay ít hơn nhiều so với Đông Hải, không ngờ lại nhiều thế này. Lúc này, tiếng hò hét chói tai và tiếng reo hò vui mừng vang lên ầm ĩ bên trong cửa hàng trụ sở. Ai ai cũng phấn khích tột độ. Chương 346. 320 triệu. Trên màn hình máy tính hiển thị số liệu tiêu thụ, sau số 32 còn có một dãy số không rất dài. Cẩn thận đếm kỹ, tất cả mọi người đều hộ lên. Là 320 triệu, trời ạ. Tôi đang nhìn thấy cái gì thế này? Làm tôi sợ muốn chết, sao lại nhiều như thế? Đúng đấy, cho dù là một cái trung tâm mua sắm cỡ nhỏ, một năm cũng không bán được nhiều như thế đâu. Ha ha, không biết tiền thưởng tháng này là bao nhiêu, tôi đã thấy được dáng vẻ phát tài của mình rồi đây này. Các nhân viên đều cực kỳ hưng phấn, không kìm nén không được cảm xúc, ai cũng hô hào ầm ĩ hết cả lên. Còn nhóm người Chu Dương thấy được chuyện này thì cũng vô cùng kinh ngạc. Tuy bọn họ đã đoán trước được, với màn tuyên truyền trong ngày khai trương, cùng lượng khách đông nghìn nghịt hôm nay, doanh thu chắc chắn sẽ không thấp. Nhưng bọn họ không ngờ rằng chỉ trong thời gian một ngày lại bán được 320 triệu sản phẩm. Trương Anh và Trương Kiệt liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Trương Kiệt từng tới Đông Hải, còn xem qua mức tiêu thụ của công ty Danh Dương ở Đông Hải. Mặc dù lúc đó cậu ấy rất ngạc nhiên về mức tiêu thụ cực cao của công ty Danh Dương, nhưng cậu ấy vẫn có thể tiếp nhận được chuyện này. Dẫu sao Đông Hải cũng có vị trí ngang bằng với tỉnh Tương Tây. Nhưng bây giờ, chỉ là một cửa hàng trụ sở Trường Sa, mà đã đạt được doanh thu 320 triệu chỉ trong một ngày. Điều đó có nghĩa gì? Trước đây, mỹ phẩm mỹ thần của Trương Gia là xí nghiệp đi đầu ở tỉnh Tương Tây, doanh thu hàng năm cũng chỉ mới hơn 1 tỷ. Thế mà bây giờ, doanh thu một ngày tại cửa hàng trụ sở của công ty Danh Dương lại có thể sánh bằng doanh thu một quý của mỹ phẩm mỹ thần. Ha ha, Chu Tổng, Trương Tổng. Có phải là hai người nên mời chúng tôi đi ăn không? Có người đột nhiên hô lên. Trong khoảnh khắc, mọi người đều nhìn về phía nhóm người Chu Dương và Trương Anh. Quả thật, sản phẩm được bày bán chủ yếu ở cửa hàng của công ty Danh Dương, chính là sản phẩm của công ty Danh Dương và mỹ phẩm Mỹ Thần.
còn những sản phẩm khác thì chỉ để làm nền thôi. Bây giờ doanh thu một ngày đã được thống kê ra, chắc chắn đều là của công ty Danh Dương và mỹ phẩm Mỹ Thần. Là ông chủ, thì đúng thật là nên mời một bữa. Khụ khụ, giám đốc của công ty Danh Dương là Thẩm Tổng, không phải là tôi, mấy người tìm Thẩm Tổng đi. Chu Dương họ khan vài tiếng rồi thản nhiên đáp. Đùa à, Thẩm Bích Quân mới là giám đốc cũng như chủ của công ty Danh Dương, chỉ riêng cổ phần thôi đã chiếm hơn một nửa. Thế nên chuyện mời khách, đương nhiên là Thẩm Bích Quân phải lo. Ha ha, Chu Tổng mời hay tôi mời đều giống nhau, mọi người cứ đi theo là được. Nhưng điều khiến mọi người cảm thấy bất ngờ là Thẩm Bích Quân lại nói Chu Dương cũng giống như mình. Vì thế không ít người đều nhìn Chu Dương và Thẩm Bích Quân với ánh mắt đen tối. Nếu như không phải là người có quan hệ gần gũi thân thiết thì sẽ không nói như thế. Mà Chu Dương và Thẩm Bích Quân còn cùng làm việc ở một công ty, lại là cấp trên cấp dưới. Hơn nữa mấy ngày qua Thẩm Bích Quân và Chu Dương cứ như hình với bóng, thế nên mọi người đều sẽ ảo tưởng này nọ. Khụ khụ, đùa thôi. Đã thế thì mọi người chuẩn bị trước đi, tôi và Trương Tổng sẽ đưa mọi người đi thư giãn một chút. Chu Dương lớn giọng nói. Nói thật, cho dù không ai lên tiếng, anh cũng sẽ chuẩn bị tổ chức một buổi chúc mừng, để tất cả mọi người có thể làm việc tốt hơn. Ngay lập tức mọi người đều hoan hô lên, nhanh chóng sửa soạn, chuẩn bị theo Chu Dương đi ăn mừng. Chỉ là lúc này, không có ai chú ý tới, Tạ Linh Ngọc vẫn luôn đứng cạnh Chu Dương không có biểu cảm gì, sắc mặt rất bình tĩnh. Cô hơi cụp mắt, trông như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Hai tay cô đang nắm rất chặt, đến mức móng tay cũng găm sâu vào lòng bàn tay. Hiển nhiên đêm nay rất vui vẻ, tất cả mọi người đều cực kỳ phấn khởi. Lễ chúc mừng kéo dài đến hơn 3 giờ sáng, mọi người mới tan cuộc. Mà cũng trong đêm đó, ở Trường Sa, cho tới tỉnh Tương Tây, còn có rất nhiều người ngủ không yên. Trương gia, có tin tức báo về chưa? Chưa, điện thoại của Trương Anh, Trương Kiệt, và cả những người đi cùng đều không gọi được. Bọn họ đang làm cái gì thế? Không gọi được điện thoại, làm sao chúng ta biết doanh thu ngày hôm nay là bao nhiêu? Hay, đợi đến khi trời sáng đi, nhưng tôi đoán là cũng không ít đâu. Đúng đó, nhìn vào lượng khách hàng, doanh thu một ngày cũng phải vài triệu. Vài triệu, anh coi thường quá, phải biết rằng, cả ngày hôm nay cửa hàng đều chật kín người, hơn nữa sản phẩm bày bán trong cửa hàng đều không phải là đồ rẻ tiền. Sản phẩm rẻ nhất cũng hơn 50 tệ. Thế nên doanh thu có thể đạt hơn 10 triệu ấy chứ. Sao nhiều thế được, một ngày mà hơn 10 triệu, thế chẳng phải một năm là vài tỷ à? Không có chuyện đó đâu. Hừ, cứ chờ xem. Giang Gia, Dư Hoa, Đỗ Văn, Đường Văn Trung và Giang Hành Nguyên lại tụ tập ở phòng tiếp khách. Lúc này, tâm trạng cả bốn người họ đều rất không bình tĩnh. Hôm nay, cửa hàng trụ sở của công ty Danh Dương đã gây nên chấn động quá lớn với bọn họ. Không chỉ vì sự hoành tráng của cửa hàng, mà còn vì lượng khách vượt mức kia. Từ lúc khai trương đến lúc đóng cửa, trong cửa hàng vẫn luôn chật ních người. Người của tôi truyền tin tới, nói rằng bọn họ đã đóng cửa rồi, nhưng cái tên Chu Dương kia và người của Trương gia lại dẫn nhân viên đi ăn mừng, cả đám trông rất vui vẻ phấn khởi. Thoạt nhìn, doanh thu hôm nay không tệ. Dư Hoa tiếp điện thoại xong, bình thản nói. Mọi người đoán, doanh thu hôm nay là bao nhiêu? Đỗ Văn hỏi, không cần phải đoán, chắc chắn doanh thu phải tầm mấy triệu. Cho dù có người nói là hơn chục triệu thì tôi cũng tin. Đường Văn Trung trầm tư chốc lát rồi chậm rãi bây giờ ông ta đã thật sự bị khuất phục. Nói, lúc trước ông ta còn cho rằng khách hàng cảm thấy mới mẻ, nên chỉ đến xem thử. Nhưng cả ngày đều chật kín người, thì chắc chắn không thể dùng hai chữ mới mẻ để giải thích được. Đợi trời hừng sáng đi, đến lúc trời sáng chắc hẳn sẽ có tin tức. Còn có rất nhiều nơi khác đều để ý tới doanh thu ngày hôm nay của cửa hàng. Phải nói là không chỉ là Trường Sa, mà cả tỉnh Tương Tây, mấy năm qua cũng không có nổi một lần rầm rộ như thế này. Cuối cùng, mặt trời cũng mọc, một ngày mới đã tối. Lúc này, mọi người đều dồn ánh mắt vào cửa hàng của công ty Danh Dương. Đến buổi trưa, cửa hàng trụ sở đã mở cửa trở lại. Chỉ trong thoáng chốc, khách hàng đã nối đuôi nhau không dứt. Mặc dù không đông bằng ngày đầu khai trương, nhưng trong cửa hàng vẫn chật cứng người. Cũng vào lúc này, cửa hàng đã đưa ra tin tức. Trong ngày khai trương, doanh thu của cửa hàng đạt 320 triệu tệ. Phút chốc, cả Trường Sa đều chìm trong yên tĩnh, thậm chí cả tỉnh Tương Tây cũng yên lặng lạ thường. Tất cả mọi người đều không thể tin nổi. 320 triệu, khoa trương quá rồi, cái địch, có thật không vậy? Không phóng đại quá đấy chứ. 320 triệu, đây là doanh thu mà rất nhiều công ty có dành cả năm cũng không kiếm được. Thế mà doanh thu một ngày của người ta lại nhiều như thế này á?
đúng là không sánh sẽ không có đau thương. Cửa hàng trụ sở của công ty Danh Dương tồn tại, thì ngành mỹ phẩm của cả Trường Sa và toàn tỉnh Tương Tây sau này, đều sẽ không yên ổn nữa rồi. Cũng phải, một cái cửa hàng mà có thể đè ép được đa số công ty mỹ phẩm, thế này thì các công ty khác sống thế nào được. Nhưng tôi vẫn kích động chết đi được, ngày hôm qua tôi tranh thủ vào cuối ngày mới mua được 10 bộ mặt nạ đấy. Trên mạng đều rất chấn động, sau đoạn thời gian yên lặng ngắn ngủi, Trương gia lập tức náo nhiệt lên, cả đám người nhanh chân hành động, bắt đầu tạo dựng uy thế. Còn Giang gia thì chìm trong sự tĩnh lặng, không ai lên tiếng, gần như tất cả mọi người đều trầm ngâm. Chương 347. Tất cả mọi người đều sửng sốt, doanh thu 320 triệu, lại chỉ trong một ngày. Nếu như dựa theo tốc độ này, dù cho về sau có giảm xuống một chút, tính toán sơ qua, thì doanh thu một năm cũng phải vài tỷ. Khoản tài chính khổng lồ như thế khiến ai cũng phải kinh hoàng cảm thán, cũng làm cho vô số người đỏ mắt. Tiếng tăm của cửa hàng trụ sở phổ biến rộng rãi, danh tiếng của công ty Danh Dương cũng tăng lên rất nhanh. Bây giờ, ở Trường Sa, hay toàn tỉnh Tương Tây, mọi người không chỉ bàn tán về mỹ phẩm mỹ thần của Trương gia, mà mặt nạ làm trắng da chống lão hóa và sữa rửa mặt Tân Chu của công ty Danh Dương cũng thường xuyên xuất hiện trong cuộc trò chuyện của mọi người. Nhất là rất nhiều người sau khi dùng sản phẩm của công ty Danh Dương đều hết lời tán dương hiệu quả của sản phẩm. Chỉ trong thời gian ngắn, danh tiếng của công ty Danh Dương trên toàn tỉnh Tương Tây đã cao như một ngọn núi. Nhưng trong bóng tối vẫn có vô số người đang chờ doanh thu kế tiếp của cửa hàng trụ sở. Bởi vì mới ngày đầu khai trương, thu hút được sự chú ý của nhiều người, nên doanh thu cao cũng là chuyện bình thường. Nhưng thời gian tiếp theo mới thật sự là lúc thử thách năng lực của cửa hàng trụ sở của công ty Danh Dương. Ha ha, 320 triệu, dù thế nào tôi vẫn không tin. Mấy người biết đó là bao nhiêu tiền không? Ừ, nếu như đổi hết sang tiền giấy, có lẽ sẽ chất đầy cả một căn phòng. Nhưng chuyện thế này ai cũng không nói được. Lúc trước, doanh thu của công ty Danh Dương ở Đông Hải còn cao hơn ở Trường Sa. Ha ha, vậy thì chúng ta đành mỏi mắt chờ mong, xem thử ngày mai, ngày kia, bọn họ đạt được doanh thu từng nào. Vì thế, ngày hôm sau... Lúc cửa hàng trụ sở công bố doanh thu, mọi người đều tròn mắt giống như hôm trước, thật sự không biết phải nói gì. 330 triệu, doanh thu ngày hôm sau không chỉ không giảm bớt, mà còn tăng thêm 10 triệu. Vì thế, rất nhiều người đều đặt mục tiêu vào doanh thu trong ngày thứ ba. Doanh thu của ngày thứ nhất và ngày thứ hai, khả năng là ảnh hưởng từ mức độ rầm rộ trước đó, thế thì ngày thứ ba, chắc là sẽ giảm xuống chứ. Quả nhiên, ngày hôm sau, lúc doanh thu ngày thứ ba được tung ra, rất nhiều người bắt đầu lên giọng. Ha ha, tôi đã nói rồi, làm sao bọn họ vẫn luôn đạt doanh thu như thế được. Thấy chưa, ngày thứ ba đã lộ nguyên hình rồi. Nhưng cho dù giảm bớt, thì vẫn có doanh thu 300 triệu đấy thôi. Hơn hết bây giờ mới chỉ là ngày thứ ba. Tính tổng 3 ngày, doanh thu cũng đã gần 1 tỷ rồi đấy. Cái gì, 1 tỷ, trời ạ, chúng ta lại không nghĩ tới chuyện này. Nếu vẫn phát triển theo khuynh hướng đó, thế thì một năm công ty Danh Dương kiếm được 10 tỷ sao? Mấy ngày kế tiếp, theo như ý kiến của Chu Dương, cửa hàng trụ sở vẫn công bố doanh thu vào mỗi ngày. Ngày thứ tư, 290 triệu. Ngày thứ năm, 280 triệu. Lúc mọi người cho rằng doanh thu của cửa hàng trụ sở sẽ càng ngày càng ít, thì tới ngày thứ sáu, cũng chính là doanh thu của thứ bảy được công bố, tất cả mọi người lại rơi vào sự kinh hãi tột độ. Ngày thứ bảy, 410 triệu. Ngày thứ sáu, 380 triệu. Doanh thu của thứ bảy vượt xa doanh thu của ngày khai trương, mặc dù mọi người đều khiếp sợ, nhưng gần như đều hiểu rõ. Suy cho cùng, ngày khai trương là thứ hai, vẫn còn rất nhiều người phải đi làm, không tới được Trường Sa. Mà ngày thứ sáu, cũng là thứ bảy, rất nhiều người có thời gian tới Trường Sa để tự chọn lựa sản phẩm, thế nên doanh thu tăng trưởng cũng dễ hiểu. Nhưng đến ngày thứ bảy, cũng chính là chủ nhật, sau khi doanh thu xuất hiện, tất cả mọi người đều cạn lời. Bọn họ không biết phải nói như thế nào. Trong lòng bọn họ, doanh thu 380 triệu trong thứ bảy đã là cả một ngọn núi cao, bọn họ cho rằng doanh thu của cửa hàng trụ sở không thể vượt qua con số này được. Những ngày hôm sau, mọi người đã bị vả một cái tát vào mặt rất đau. Không chỉ vượt qua 380 triệu, mà còn đột phá 400 triệu. Lần này, những kẻ âm thầm chú ý tới doanh thu từ cửa hàng trụ sở của công ty Danh Dương đã chết lặng. Thậm chí nếu một ngày nào đó, doanh thu của cửa hàng trụ sở lại đột phá, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy có gì lạ. Cứ thế cho đến thứ hai tuần sau, doanh thu của cửa hàng trụ sở vẫn ở mức ổn định. Nhưng sau một tuần lễ dậy sóng, thứ hai tuần sau,
cuối cùng thì mọi người ở Trường Sa và cả tỉnh Tương Tây đã tìm lại được lý trí. Doanh thu cũng từ từ giảm xuống, thậm chí, doanh thu của ngày Chủ nhật trong tuần thứ hai cũng chỉ vượt trên 100 triệu. Nhưng dù như thế, cũng không ai dám mạnh miệng nói gì nữa. Hai tuần lễ liên tiếp, sự chấn động mà cửa hàng trụ sở mang đến cho nhân dân tỉnh Tương Tây còn chưa tiêu tan hết. Trung bình thì mỗi ngày đều thu được hơn 200 triệu. Sau hai tuần, doanh thu tổng cộng vượt hơn 3 tỷ. Dạo này Chu Dương cũng bận tối mày đối mặt, anh vừa phải sắp xếp mở rộng sản xuất và tăng giờ làm việc của mấy nhà máy ở Đông Hải, còn phải sắp xếp điều hành. Quan trọng nhất là trước mắt đã có người đánh tiếng muốn mở một cửa hàng tiêu thụ nhỏ ở một số địa bàn trong tỉnh Tương Tây, để công ty Danh Dương có thể đứng vững ở tỉnh Tương Tây. Phù, mệt chết đi được, không ngờ lại có nhiều chuyện thế này. Trước kia ở Đông Hải, sao mình không thấy mệt như thế nhỉ? Chu Dương nằm ở trên ghế, ngước mắt nhìn trần nhà, có chút buồn bực. Suốt hai tuần qua, anh gần như không có thời gian riêng tư, vẫn luôn phải làm việc ở cửa hàng trụ sở. Một mặt là trấn thủ, một mặt là vì có quá nhiều việc cần anh làm. Trước kia rất nhiều việc đều do tôi lo liệu, đương nhiên là anh không thấy mệt rồi. Thẩm Bích Quân đảo mắt nhìn, hơi cạn lời với cả khi đó, anh chỉ nói ra một cái đại cương, rất nhiều công việc cụ thể đều là người của các bộ phận khác trong công ty đứng ra xử lý. Nếu không anh nghĩ công việc của cái cửa hàng lớn như ở Đông Hải có thể xử lý dễ dàng lắm à? Ha ha, đúng vậy, tôi quên mất là Thẩm Tổng mới có công lao lớn nhất. Chu Dương nhất thời cứng họng, anh không muốn tranh luận những chuyện này với Thẩm Bích Quân. Nói cho cùng, suốt hai tuần này, người được tiếng nhất là Chu Dương anh, chứ không phải là Thẩm Bích Quân. Rõ ràng Thẩm Bích Quân mới là chủ của công ty Danh Dương. Vì thế, Chu Dương cảm thấy mình làm việc nhiều chút cũng không sao. Này, cho anh cái này. Dứt lời, chẳng biết Thẩm Bích Quân rút ra một bức thư mời từ chỗ nào, đưa cho Chu Dương. Đây là cái gì? Chu Dương nhận lấy, hỏi trước mới mở ra xem. Đợi đến lúc xem xong, anh chợt ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Bích Quân, trên mặt tràn đầy vẻ hoài nghi. Anh cũng thấy đấy, Giang gia mở tiệc rượu, muốn mời người của Dư gia, Đỗ gia, Trương gia và Đường gia dự tiệc. Ngoài ra họ còn muốn mời cả anh, người đang rất nổi tiếng dạo gần đây nữa. Thẩm Bích Quân bĩu môi, thật sự chẳng có chút hứng thú nào với loại tiệc rượu như thế này. Hồi cô vẫn còn ở Thẩm gia, cô đã cùng Thẩm Duy Ngôn tham gia không ít buổi tiệc giống thể. Đến lúc một mình cô ra ngoài sống, sáng lập ra công ty Danh Dương, cô cũng phải tham gia rất nhiều buổi tiệc kiểu vậy. Mà gần như tất cả các buổi tiệc rượu đều có cùng một mục đích đơn giản. Đó là mở rộng mối quan hệ xã hội, đồng thời bày ra thế lực của mình. Giang gia muốn mời mấy đại gia tộc nổi tiếng như Dư gia, Đỗ gia, Trương gia và Đường gia thì cũng dễ hiểu. Nhưng bọn họ muốn mời Chu Dương thì cũng thật khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Phải biết rằng, lúc trước Chu Dương đã đánh Giang Bắc tàn phế, còn hai lần khiến Giang gia mất mặt tay không trở về. Có thể nói là mạnh tay cho Giang gia một cái tát. Hơn nữa, ở tỉnh Tương Tây, Chu Dương chỉ quen biết Trương Anh và Trương Kiệt. So về thế lực thì không thể sánh bằng. Vậy thì mục đích Giang gia mời anh rốt cuộc là gì? Chu Dương khế bật cười, thầm tự hỏi trong lòng. Anh không cho rằng chỉ với danh tiếng trong hai tuần qua của cửa hàng trụ sở công ty Danh Dương, sẽ khiến Giang gia đối đãi với mình ngang bằng với họ. Chương 348. Tin tức Giang gia tổ chức một bữa tiệc tối tại sảnh lớn nhanh chóng lan ra, ngay lập tức truyền khắp Trường Sa, thậm chí khắp cả Tương Tây. Nhưng không ai biết rõ nguyên nhân Giang gia tổ chức tiệc, tất cả đều mơ hồ. Nghe gì chưa, Giang gia muốn tổ chức tiệc tối, dự định mời Dư gia, Đỗ gia, Trương gia, còn có cả Đường gia, lần này có thể cả năm gia tộc lớn sẽ cùng nhau xuất hiện đó. Mấy người nói xem, Trương gia có đi không, gần đây tình hình không tốt lắm, bên cạnh đó bốn đại gia tộc còn có ý định ngấm ngầm liên thủ ấy, mọi người biết không, tôi nghe nói Giang gia còn mời cả Chu Dương. Chu Dương, chính là người của công ty Danh Dương. Đúng đó, không chỉ vậy, tôi còn nghe nói, Chu Dương này, trước đây ở Trường Sa, tự tay đánh Giang Bắc nhà Giang gia tàn phế, đến tận bây giờ, Giang Bắc đó vẫn là một phế nhân, cuộc sống gần như chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Vậy Giang gia mời hắn ta đến, chắc chẳng có ý tốt. Cái này ai mà biết được, còn phải xem Chu Dương dám đi hay không. Thời gian này, bên ngoài có rất nhiều tin đồn, nhưng không tin tức nào là chắc chắc. Lại một ngày cuối tuần, hôm nay cũng là ngày Giang gia tổ chức bữa tiệc. Tiệc tối tổ chức tại sảnh lớn Giang gia. Từ sáng sớm, Giang gia đã bận rộn chuẩn bị. Gia chủ Giang Phàm Lưu chẳng làm gì, tất cả mọi việc đều giao hết cho con trai mình. Bởi vì trong lòng Giang Hành Phương vẫn còn oán hận với Giang gia, nên ông ta cũng không làm gì,
cuối cùng mọi gánh nặng dồn lên vai hai anh em Giang Hành Nguyên và Giang Hành Quảng. Thư mời đã gửi hết chưa? Tất cả đã gửi hết rồi, kể cả chỗ Chu Dương, chúng tôi cũng đích thân đến cửa hàng, đưa thư mời đến tận tay Thẩm Bích Quân. Còn Trương gia, lần này không biết sẽ là ai đến. Quan tâm họ làm gì, cho dù là ai tới, kết quả đều như nhau cả. Ha ha, đúng thật, anh hai, nghe nói mấy người Dư Hoa rất không hài lòng với anh, đã nghĩ xong cách đối phó với mỹ phẩm Mỹ Thần, nhưng bây giờ, Mỹ Thần lại hợp tác với Danh Dương, thanh thế càng lớn hơn, nếu anh không tìm ra biện pháp khác, sợ là không dễ báo cáo với bọn họ. Hừ, không phiền chú lo lắng, tôi đã sớm chuẩn bị rồi. Hai người Giang Hành Nguyên và Giang Hành Quảng tiếp tục sắp xếp công việc. Bên ngoài, bữa tiệc tối của Giang gia cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều người, đặc biệt là đám phóng viên. Bọn họ ai nấy đều giống như bầy thú hoang nhìn thấy mồi, điên cuồng tìm đến những nơi gần sảnh lớn nhà Giang gia. Ngay sau đó, gần như tất cả những nơi có thể ở gần Giang gia đều bị đám phóng viên này chiếm giữ. Buổi chiều, bắt đầu từ 4 giờ, lác đác có người đến sớm, bước vào sảnh lớn Giang gia, tham gia bữa tiệc. Cùng với sự xuất hiện của mỗi người, sẽ kèm theo vài tiếng kêu gào của đám phóng viên. Bởi vì, những người xuất hiện này đều là những người có sức ảnh hưởng rất lớn ở Trường Sa, thậm chí cả Tương Tây. Mau nhìn kìa, đó là quan bình của Mỹ Phẩm Mỹ Nghi, tuổi còn trẻ, đã sáng lập ra Mỹ Phẩm Mỹ Nghi, có danh tiếng không hề nhỏ ở Trường Sa. Kia là ông chủ Trần của Mỹ Phẩm Thượng Giai, thực lực của anh ta cũng không thể xem thường. Còn có tổng biên tập tòa soạn Dấu Bé Tin Nhanh Tương Tây Dấu Lớn, nghe nói cũng từng du học Mỹ trở về, rất có danh tiếng. Trời ạ, sao cậu ta lại đến đây? Ai, bên đó, đó không phải là công tử Triệu Thiệu của công ty vốn tài chính sao? Bố cậu ta một kẻ săn mồi trong giới tài chính, chỉ cần dậm chân, cả tỉnh Tương Tây còn phải rung chuyển 3 lần, là lão làng có thể sánh ngang với gia chủ của 5 đại gia tộc. Mau nhìn, Dư gia, Đỗ gia, Đường gia đều đến cả rồi, là Dư Hoa, Đỗ Văn và Đường Văn Trung. Còn có Trương gia, Trương Luân, Trương Anh, Trương Kiệt, sao không thấy Trương Đào đâu? Thời gian trôi qua, càng lúc càng có nhiều người xuất hiện ở cửa lớn sảnh lớn nhà Giang gia, cũng khiến đám phóng viên và cả những người chú ý đến vô cùng kinh ngạc. Buổi tối, tất cả những người đã đến Giang gia cùng nhau nhập tiệc, gần như tụ hội tất cả những tài năng trẻ của một nửa vùng đất Tương Tây. Mà thế lực phía sau bọn họ cũng chiếm giữ một nửa tỉnh Tương Tây. Vào thời điểm này, một vài tin tức bí mật mới được truyền ra. Nghe tin gì chưa? Bữa tiệc lần này của Giang gia hình như là vì kén rể cho con gái của Giang Hành Nguyên. Cái gì, thật vậy hả? Tin tức đáng tin không đó? Chắc là thật, tin tức nhận được từ nội bộ Giang gia, Giang Hành Nguyên vì muốn tranh giành vị trí gia chủ, tăng cường thực lực của bản thân, đem con gái gả đi, muốn dùng chuyện liên hôn, nhận lấy sự ủng hộ của các thế lực khác. Tôi nghe nói con gái của Giang Hành Nguyên, tên là Giang Yến, phong nhã tài hoa, ngoại hình xinh đẹp, nhưng không phải là cô ấy vẫn đang học ở Mỹ sao? Năm nay tốt nghiệp rồi, vừa trở về Giang gia không lâu. Thì ra là vậy, chẳng trách có nhiều người đến tham gia vậy. Đúng đó, mọi người đều ngạc nhiên, bọn họ đã suy đoán đến rất nhiều khả năng. Giang gia liên minh với gia tộc khác, việc chọn lựa gia chủ của Giang gia đã có quyết định. Giang gia muốn tuyên bố triển khai chiến lược trọng đại. Giang gia muốn ra tay với ai, trước tiên đều sẽ báo trước với mọi người. Tất cả những trường hợp này, nhiều người đều từng suy đoán. Nhưng không ai ngờ Giang gia vậy mà muốn kén rể, lại còn là con gái của Giang Hành Nguyên, Giang Yến tiếng tăm lừng lẫy. Phải biết rằng, khi trước Giang Yến còn ở Tương Tây, có không ít người bày tỏ tình cảm với cô ấy, nhưng đều bị từ chối. Sau đó, trực tiếp đi Mỹ du học, đến lúc này hình ảnh của Giang Yến ở tỉnh Tương Tây mới dần biến mất. Còn bây giờ, Giang Yến quay lại Tương Tây, trở về Giang gia, điều đầu tiên, lại chính là kén rể, chuyện này chắc chắn khiến rất nhiều người hứng thú. Một vài thanh niên tài giỏi đẹp trai, tinh thần hào hứng, không ngừng kích động. Nếu như bọn họ được Giang gia nhìn chúng, chọn làm con rể, e rằng dù chỉ ở rể, cũng sẽ giúp bọn họ thu được lợi ích lớn. Chưa nói đến việc được đại gia tộc như Giang gia làm hậu thuẫn, chỉ tính đến vẻ đẹp và tài năng của Giang Yến, cũng đủ khiến nhiều người dấn thân vào. Hơn 7 giờ, sắc trời tối dần, vì bữa tiệc tổ chức vào lúc 8 giờ, vậy nên thời điểm này, hầu hết mọi người đều đã đến Giang gia. Vào lúc này, hai chiếc xe bình thường đang dần dần tiến vào sảnh lớn nhà Giang gia. Lại có người đến nữa sao? Lần này, thu hút không ít phóng viên chú ý đến. Họ đang đoán xem là ai tới, nhưng khi thấy hai chiếc xe bình thường đang dần tiến đến, giá trị một chiếc cũng không quá 100.000 tệ, họ chẳng còn hứng thú.
những người đến tham dự bữa tiệc hôm nay, không giàu thì sang, xe nào mà không thuộc loại sang trọng. Cho dù là tệ nhất, cũng là chiếc BMW X5 500.000 tệ. Mà hai chiếc xe này, dùng mắt thường cũng nhìn thấy bộ dạng tồi tàn. Hai chiếc xe đột ngột dừng lại trước cửa sảnh lớn, một lúc vẫn không thấy ai bước xuống. Mấy phóng viên gần đó lại chẳng hề có hứng thú với hai chiếc xe này. Này, cậu có thấy Chu Dương của công ty Danh Dương không? Nghe nói Giang gia mời cả anh ta tham gia. Đúng vậy, nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn chưa nhìn thấy Chu Dương đó, lẽ nào anh ta sợ không dám rén? Phải đó, xem ra rất có thể là vậy, suy cho cùng lúc trước anh ta đánh Giang Bắc tàn phế, Giang gia có không ít người nhất định hận anh ta đến tận xương tủy, nhất là cha của Giang Bắc, Giang Hành Phương sợ là hận không thể xé Chu Dương thành từng mảnh hai, thật đáng tiếc, thiếu mất Chu Dương, cảm thấy như thiếu đi chút kích thích. Vậy à, trời ạ, các cậu mau nhìn đi, người kia có phải Chu Dương không? Chương 349. Đúng lúc này, một phóng viên bỗng kinh ngạc thốt lên, chỉ vào những người xuống từ hai chiếc xe bình thường, vẻ mặt ngạc nhiên và phấn khởi. Những người khác cùng nhìn theo âm thanh, sôi nổi hào hứng. Không sai, đó là Chu Dương, không chỉ anh ta, mà còn có không ít người, chắc là đi cùng. Xem ra Chu Dương này thật can đảm. Lúc này, Chu Dương không biết sự xuất hiện của mình đã khiến các phóng viên đang theo dõi xung quanh khuôn viên nhà Giang gia chấn động. Thật ra anh cũng đã nghi hoặc rất lâu, tại sao Giang gia muốn tổ chức một bữa tiệc vào thời điểm này, mà còn mời anh đến. Anh cũng từng nghĩ đến mục đích lần này của Giang gia. Nhưng lại không có nhiều manh mối, bởi vì rất nhiều phỏng đoán hoàn toàn không thể nhìn thấu. Nhưng anh vẫn đến, Giang gia đã dám mời anh, vậy thì Chu Dương tất nhiên sẽ không vì sợ hãi hay lo lắng mà rụt rè không dám đến. Nhưng để phòng ngừa sự cố bất ngờ, lần này Chu Dương đã chuẩn bị tốt. Ngoài anh ra, Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân cũng cùng đến. Còn có Trần Thế Hào, Tô Vĩ, Tôn Việt và Ngưu Xuyên. Đối với những người khác, không cần phải đến. Cho dù là đến cũng sẽ không có tác dụng lớn gì. Chu Dương, anh thực sự muốn đi vào sao? Thẩm Bích Quân nghi hoặc hỏi. Mặc dù mọi người không rõ ràng ý định lần này của Giang gia, nhưng cũng có một suy đoán sơ bộ. Chính là bữa tiệc này không tốt lành gì. Ừ, Giang gia đã mời, nếu tôi không đi, không phải chứng tỏ tôi sợ sao? Lẽ nào các người cảm thấy tôi là người biết sợ hãi? Chu Dương cười nhìn mấy người bên cạnh. Hơn nữa, có Ngưu Xuyên ở đây. Sự an toàn của tôi cũng có thể được đảm bảo, không sợ Giang gia đột ngột làm khó dễ được rồi, đi thôi, chúng ta cùng đi xem rốt cuộc Giang gia này muốn làm gì. Chu Dương nói xong, liền trực tiếp sải bước lớn đi về phía sảnh lớn nhà Giang gia. Đứng lại, thế nhưng ngay khi anh vừa đi đến trước cửa cổng, thì bị hai bảo vệ gác cổng vạm vỡ chặn lại. Hai bảo vệ gác cổng này thân hình chắc khỏe, cơ bắp lộ ra bên ngoài cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần nhìn một cái là có thể cảm nhận được dường như có sức mạnh vô tận. Lúc này, hai bảo vệ gác cổng nhìn Chu Dương, khuôn mặt lộ ra hung ác. Các người là ai? Sảnh lớn nhà Giang gia, các người cũng muốn đi vào sao? Một người bảo vệ lạnh lùng hét lớn, giọng nói như sấm sét, khiến Chu Dương cảm thấy bị ù tai. Chu Dương liếc nhìn hai người bảo vệ, cạn lời không biết nói gì hơn. Lẽ nào bảo vệ của những gia tộc lớn này đều có đức hạnh như vậy, đều hết sức xem thường những người đến trước cửa? Trước kia khi đến Trần gia, cũng bị hai bảo vệ của Trần gia coi thường. Cuối cùng, anh ra tay dạy dỗ hai bảo vệ đó, quấy rầy đến Trần thiếu thì mới được đi vào. Bây giờ khi anh đến trang viên nhà Giang gia cũng gặp hai tên bảo vệ gác cổng ngăn anh lại, không cho anh đi vào. Chỉ là hai bảo vệ trước mặt xem ra thực lực mạnh hơn hai bảo vệ một vạm vỡ một gầy nhom của Trần gia. Đây là thiệp mời, mặc dù Chu Dương hết sức bất mãn, nhưng không vì sự cản trở của hai bảo vệ này mà tức giận vô cớ. Anh chỉ lạnh lùng lấy thiệp mời đưa cho họ. Hai người bảo vệ liếc nhìn nhau, cẩn thận kiểm tra thiệp mời, sau khi trả lại cho Chu Dương, lúc này mới nhường đường. Nhưng đợi Chu Dương bước vào trang viên Giang gia, những người phía sau anh tiếp tục đi theo. Khi muốn bước vào, hai người bảo vệ đó lại một lần nữa ngăn bước chân của mọi người. Không có thiệp mời, không được bước vào. Khuôn mặt bảo vệ gác cổng dữ tợn, lạnh lùng quát mắng. Trong nháy mắt, Chu Dương đột nhiên quay lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai bảo vệ này. Vừa nãy khi anh muốn đi vào, không đưa thiệp mời nên mới bị hai tên này chặn lại, vì thế anh không hề tức giận. Nhưng sau khi anh đưa thiệp mời ra, muốn dẫn thêm người đi vào, cũng vẫn bị chặn lại. Anh rõ ràng nhìn thấy, vừa trước đó cũng có nhiều người đi vào đại viện của Giang gia, hơn nữa bọn họ cũng không phải mỗi người một thiệp mời. Anh có ý gì? Chu Dương lạnh lùng nói, trong giọng nói đã hơi tức giận.
Nếu hai bảo vệ không có cách nào cho anh một lời giải thích, thì anh sẽ khiến bọn họ biết, kết cục coi thường người khác là gì. Đây là Giang gia, tối nay có bữa tiệc quan trọng, không có thiệp mời đương nhiên không thể đi vào. Anh có thiệp mời thì có thể đi vào. Ở đây không có việc của anh, mau nhanh đi vào. Một tên bảo vệ trong đó lạnh lùng quát lên. Láo xược, những người đến trước, tại sao tôi không thấy mỗi người một thiệp mời? Hay là nói các người đang nhằm vào tôi? Ai kêu các người làm như vậy? Giang Phàm Lưu, hay là Giang Hành Phương, hoặc là tên Giang Bắc bị tàn phế đó. Chu Dương đi chậm chậm, bước ra khỏi trang viên Giang gia, bất thình lình đứng trước mặt hai người bảo vệ. Lúc này, anh đứng cách hai tên này không quá một nắm tay. Nếu hai bảo vệ muốn ra tay, hoàn toàn có thể đánh bất ngờ. Trong nháy mắt, nắm đấm có thể chạm thẳng mặt Chu Dương. Nghe thấy Chu Dương nói như vậy, hai bảo vệ lập tức giận dữ, cũng không quan tâm Chu Dương là người cầm thiệp mời, trực tiếp giơ nắm đấm lên. Nói thì chậm nhưng hành động thì nhanh, chỉ thấy Chu Dương cũng phản ứng nhanh chóng, một bước lùi lại, đưa tay ấn xuống, chặn đứng một nắm đấm đang đến của tên bảo vệ, ép chặt nắm đấm của hắn. Đây là đánh nhau rồi, xem ra xác thực có người sai khiến các người làm khó dễ chúng tôi, đã như vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Chu Dương lạnh lùng nói, cổ tay rung lên, ngay lập tức phát ra tiếng răng rắc. Sắc mặt tên bảo vệ ra nắm đấm đó liền tái nhợt, mồ hôi trán chảy đầm đìa. Chu Dương bỗng nhiên thả lỏng nắm đấm, nhấc chân đạp hắn một phát. Với một tiếng động lớn, tên bảo vệ bị đá thẳng vào bức tường đá phía sau, rồi từ từ ngã xuống đất. Cơ thể co giật, sắc mặt tái nhợt, cánh tay vừa tấn công Chu Dương đang rủ xuống một bên. Thậm chí, có xương trắng lờ mờ trong lộ ra, khiến mọi người vô cùng sợ hãi. Ngay tức khắc, tên bảo vệ còn lại bắt đầu cảnh giác, chủ động lùi lại hai bước, khuôn mặt nghiêm túc nhìn Chu Dương. Vậy mà mày dám ra tay? Đây là Giang gia, tốt hơn hết mày nên nghĩ cho kỹ, liệu mày có thể chịu nổi hậu quả của việc đắc tội Giang gia không? Tên bảo vệ lạnh lùng hét to. Lúc này, hắn cũng không dám coi thường Chu Dương, cũng không nghĩ Chu Dương là một người không biết võ thuật. Chỉ dựa vào một tay Chu Dương vừa thể hiện, hắn tự biết mình chắc chắn không phải là đối thủ. Thậm chí khi hai bảo vệ bọn họ hợp lực cũng không chắc là đối thủ của Chu Dương. Thật nực cười, khi tôi đánh Giang Bắc tàn phế, sỉ nhục Giang gia còn không biết anh đang ở đâu, bây giờ vậy mà anh dám đe dọa tôi. Rất tốt, cười khẩy một tiếng, không đợi đối phương phản ứng, Chu Dương sải một bước dài tiến lên, vung nắm đấm. Trong chớp mắt, nắm đấm chạm vào má của tên bảo vệ. Bịch, cũng giống với tên bảo vệ kia, cú đấm này cực kỳ mạnh mẽ, tên này cũng bay ra ngoài, đâm thẳng vào cơ thể của tên kia đang ngã gục trên đất. Ngay lập tức, hai tên bảo vệ vừa nãy còn vô cùng hung hăng, lúc này cùng ngã xuống đất, mất đi sức chiến đấu. Đi, tôi muốn xem hôm nay Giang muốn làm gì. Chu Dương vẫy tay, đưa mọi người đi thẳng vào sảnh lớn Giang gia. Đám phóng viên đang theo dõi ở xung quanh khuôn viên Giang gia đã ngẩn ngơ khi nhìn thấy cảnh này. Thậm chí còn quên sử dụng máy ảnh trong tay, bỏ lỡ cảnh tượng đặc sắc. Những người đến sau Chu Dương, đứng không xa nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều tiếc nuối giống vậy. Bọn họ không ngờ rằng sẽ còn có người dám đánh nhau ở cổng trang viên Giang gia, hơn nữa còn công khai đi vào. Hề hề, chút nữa có kịch hay để xem rồi. Chương 350. Nhóm người Chu Dương bước vào trang viên Giang gia. Trước mặt họ là một con đường yên tĩnh, hai bên đường là khu rừng trúc nhỏ. Chu Dương ngó sang trái rồi nhìn sang phải, anh nhận thấy hình như mấy gia tộc lớn như này đều thích bố trí một khu rừng nhỏ hoặc rừng trúc trong trang viên. Sau đó ở giữa có một con đường chạy xuyên qua một cách tĩnh lặng. Khung cảnh quanh đây cũng đẹp phết đấy chứ, xem ra người của Giang gia cũng biết hưởng thụ nhỉ. Thẩm Bích Quân khẽ cười rồi cũng bắt chước Chu Dương ngó bên này ngó bên kia quan sát, chốc chốc lại nghịch ngợm mấy ngọn trúc non. Họ cố làm ra vẻ phong nhã thôi, chẳng có gì đáng để ngưỡng mộ cả. Chu Dương mỉm cười rồi thẳng người lên tiến về phía trước. Đi xuyên qua hết con đường nhỏ giữa rừng trúc, tất cả mọi người bỗng cảm thấy như bừng tỉnh với không gian rộng mở. Lúc này hiện ra trước mắt họ là một hồ nước cạn. Phóng tầm mắt nhìn thì thấy hồ nước có hình dạng vầng trăng khuyết một nửa và một hành lang dài uốn lượn trên mặt nước. Mấy người đưa mắt nhìn nhau một cái sau đó tiếp tục đi. Hôm nay, Giang gia tổ chức yến tiệc buổi tối này tại nội viện của họ. Nội viện của Giang gia là một trang viên có diện tích khoảng tầm 200 mét vuông, lúc này mọi thứ đã được bố trí ổn thỏa. Giang Hành Nguyên và Giang Hành Quảng phụ trách tổ chức bữa tiệc này, Giang Hành Nguyên là người làm chủ bữa tiệc. Dù sao thì mục đích của yến tiệc lần này là để kén rể cho con gái Giang Yến của ông ta. Mọi người đã đến đủ cả rồi chứ? Giang Hành Nguyên hỏi nhỏ. Nhị thiếu gia,
đều đã đến hết rồi, nhưng hình như còn thiếu một người người giúp việc nhỏ tiếng đáp. Những người được mời đến yến tiệc lần này đều do Giang Hành Nguyên sắp xếp. Thiệp mời cũng là do ông ta tự tay viết nên ông ta có danh sách. Người giúp việc dựa theo danh sách có thể thống kê được tối nay có bao nhiêu người đã đến và người nào chưa đến. Lúc này người đó đã thống kê được hầu như mọi người đều đã đông đủ cả, chỉ còn thiếu một người nữa thôi. Hả, ai vậy? Giang Hành Nguyên thản nhiên nói. Những người lần này mà ông ta mời đến không giàu có thì cũng sang trọng, đều là những nhân vật tầm cỡ ở nơi khác hoặc đều là những người có máu mặt. Chỉ cần người của Dư gia, Đỗ gia, Đường gia, và cả Trương gia đến rồi là được. Những người khác trong mắt ông ta đều chẳng là gì cả. Thế mà lúc này lại có kẻ dám không coi Giang gia ra gì, thật đúng là gan to tài trời. Nhị thiếu gia, là Chu Dương của công ty Danh Dương. Người giúp việc nói xong liền dè dặt quan sát phản ứng của Giang Hành Nguyên. Nói ra thì ân oán giữa Chu Dương và Giang gia khắp trên dưới Giang gia không ai là không biết. Dù sao lúc này Giang Bắc đang ở Giang gia quát mắng suốt cả ngày nên cho dù họ không muốn biết cũng không được. Chu Dương, Giang Hành Nguyên nhíu mắt một cái và nói một cách lãnh đạm. Thôi cứ kệ hắn đi đã, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, mày đi xem tiểu thư đã chuẩn bị xong chưa. Trương Hành Nguyên cố kìm nén cơn tức giận trong người, bình tĩnh nói. So với việc ở đây mà tính toán rạch ròi ân oán giữa Giang gia và Chu Dương thì việc của con gái ông ta hôm nay quan trọng hơn nhiều. Vâng, người giúp việc đáp lời rồi đi khỏi đó. Còn Trương Hành Nguyên thì trầm ngâm trong giây lát, ông ta cảm thấy trước mắt vẫn nên làm cho tốt việc của Giang Yến. Như vậy thì sức mạnh của Giang gia sẽ càng trở nên lớn mạnh hơn. 8 giờ tối, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Giang Hành Nguyên không nói gì gọi là trang trọng hoành tráng mà chỉ đơn giản tuyên bố bữa tiệc bắt đầu, và để mọi người tự do hoạt động. Trên thực tế những bữa tiệc kiểu thế này, ngoài chủ nhân là người có mục đích riêng ra thì đa phần những người đến tham gia cũng đều muốn mượn sân chơi này để mở rộng quan hệ của mình. Bữa tiệc vừa bắt đầu thì Dư Hoa, Đỗ Văn và Đường Văn Trung liền tìm gặp Giang Hành Nguyên. Lúc này sắc mặt của cả ba người họ đều vô cùng khó coi. Trước đây vụ hủy hoại nhan sắc của mỹ phẩm Mỹ Thần sau khi bị Trương gia xử lý thì họ liền thúc giục Giang Hành Nguyên nhanh chóng nghĩ cách giải quyết. Thế nhưng Giang Hành Nguyên cứ nấn ná trì hoãn. Khi chuỗi cửa hàng của công ty Danh Dương nổi tiếng khắp cả tỉnh Tương Tây thì họ lại một lần nữa đến thúc giục Giang Hành Nguyên, lúc đó Giang Hành Nguyên nói ông ta đã sớm có sự chuẩn bị, chỉ còn đợi thời cơ thích hợp. Thế nhưng lúc này Giang Hành Nguyên vẫn còn tâm trạng tổ chức yến tiệc như vậy, còn mời những người trẻ tuổi của Trường Sa thậm chí cả tỉnh Tương Tây. Ông ta rốt cuộc đang muốn làm gì? Giang Hành Nguyên, rốt cuộc ông đang tính làm trò gì thế hả? Đường Văn Trung với tính khi nóng nảy, kéo Giang Hành Nguyên ra là chất vấn ngay. Trước mắt, danh tiếng của công ty Danh Dương ở Trường Sa và Tương Tây càng ngày càng lớn. Hơn nữa chỉ vỏn vẹn trong vòng 2 tuần lễ, doanh số bán hàng cao như vậy nên đã khiến không ít kẻ phải ghen tức. Nếu như Giang gia không thể ngăn chặn lại việc này một cách có hiệu quả thì cùng với sự xoay vần của thời gian, nền tảng của công ty Danh Dương sẽ ngày càng vững chắc hơn. Đến lúc đó đừng nói là Giang gia của họ, mà sợ là ngay cả khi 4 gia tộc lớn liên kết lại với nhau cũng không hạ gục được công ty Danh Dương. Đừng nóng vội. Tối nay các vị chỉ việc đứng xem thôi, nhất định sẽ không làm các vị phải thất vọng đâu. Giang Hành Nguyên cười khẩy, ngay lập tức ánh mắt của Dư Hoa và Đỗ Văn liền nhíu lại. Họ lờ mờ đoán được lần này Giang gia mời cả Trương gia đến đây, chắc chắn không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài mà họ nhìn thấy. Được, nếu đã như vậy, chúng tôi sẽ đợi tin tốt lành của ông. Nói rồi ai nấy liền tự tản đi chỗ khác, tuy rằng gia tộc của họ được coi là 5 gia tộc lớn. Nhưng trong gia tộc không phải chỉ tồn tại duy nhất một mình họ. Vậy nên họ vẫn cần mượn sự trợ giúp từ bên ngoài để tăng thêm tiếng nói của mình trong gia tộc. Hừ, đợi đến khi Trương gia sụp đổ thì các người chẳng là cái thá gì trong mắt Giang gia chúng tôi. Giang Hành Nguyên ngay lập tức mặt mày biến sắc hừ một tiếng lạnh lùng. Sau đó nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, ông ta đi đến những gia tộc gần gũi với Giang gia để bắt chuyện gắn kết tình cảm. Lúc này... Chu Dương và nhóm của anh đang đứng yên lặng ở một góc không ai hay. Trước mặt họ có nhiều loại đồ ăn, những thức ăn này đều là do Giang gia đặc biệt chuẩn bị. Có rất nhiều đồ ăn mà nguyên liệu lúc bình thường không thể nào mua được trên thị trường. Lúc nhóm người Chu Dương đến, động tĩnh rất nhỏ, lại đúng vào lúc sự chú ý của mọi người đang đổ dồn hết vào những người của 5 gia tộc lớn kia nên cũng không quan tâm lắm tới họ. Một số người cảm thấy họ nhìn quen mắt nhưng nhất thời cũng không nhớ ra. Ha ha. Đừng có câu nệ, ở đây nhiều đồ ăn ngon như thế, ngon hơn nhiều so với quán ăn ngoài kia. Chúng ta phải tranh thủ nắm bắt cơ hội ăn chút gì đi,
nếu không sợ rằng lát nữa mọi người không còn tâm trí mà ăn nữa đâu. Chu Dương cười nói, thấy Ngưu Xuyên, Trần Thế Hào, Tôn Việt nhìn xung quanh với vẻ mặt nghiêm túc thì khẽ lắc đầu. Rồi anh cũng không nói gì, chỉ đưa tay ra cầm lên một quả nho đỏ và bỏ vào miệng. Ngay tức khắc trong miệng Chu Dương cảm nhận vị chua chua ngọt ngọt. Chu Dương khế lim dim đôi mắt thể hiện sự hưởng thụ. Anh giơ tay vẫy liền có một người phục vụ cách đó không xa ngay lập tức mang theo khay rượu vang đi tới. Chu Dương tùy ý cầm lên một ly rượu vang, đảo mắt một vòng rồi nhắm một hướng tiến thẳng tới. Động thái của Chu Dương tự nhiên làm kinh động đến những người khác. Có điều mọi người nhìn thấy vậy cũng không cảm thấy có gì bất ổn liền ai tự lo việc người nấy. Nhưng từ đầu chí cuối, mọi người đều duy trì một cự ly rất gần với nhau. Chu Dương bưng ly rượu vang, khóe miệng khẽ mỉm cười, bước chân chậm rãi tiến thẳng tới chỗ người phụ nữ xinh đẹp cũng đang đứng ở trong góc. Không phải Chu Dương có tình ý gì với người phụ nữ xinh đẹp này, mà chỉ là anh cảm nhận được một sự cô đơn toát ra từ trên người cô nàng. Dường như tất cả những người tại buổi yến tiệc này đều không lọt vào mắt xanh của cô. Đương nhiên Chu Dương cũng không muốn gây sự chú ý ở đây. Nhưng anh cũng chẳng có hứng thú gì với đám đàn ông kia nên phải tìm một người đẹp ưa nhìn tán dóc một chút, như thế sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Này người đẹp, có một mình thôi sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 23.